Trung Nhạc mời đám người tiến vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, cất bước phóng đi trên bề mặt mặt trăng. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm, tốc độ của hắn đã đạt tới mức tận cùng, thình lình đạt tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ầm ầm. Bước chân hắn rơi xuống, bề mặt mặt trăng nhất thời nổ tung, cả người Trung Nhạc bắn lên, phóng thẳng về phía tổ tinh. Hắn chân đạp không trung. Nơi này đã gần như là hư không, không có một chỗ nào có thể mượn lực nhưng dưới bàn chân hắn lại đột nhiên sinh ra một đám văn lộ đồ đằng huyễn lệ, hóa thành một tòa tế đàn. Hư ảnh chính ma thần hiện ra, không người tế bái. Hô! Thân hình chung nhạc bị đẩy lên, dùng tốc độ càng nhanh hơn bay về phía tổ tinh. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hiện ra kim ô song dực, phía dưới cánh chim cũng diễn sinh ra các loại văn lộ đồ đằng, như lôi như hỏa. Trong chân không không thể mượn lực, mà cặp cánh hắn lại mượn lực lượng lôi hỏa đẩy đi. Văn lộ đồ đằng trên cánh chim bắn mạnh ra, lôi hỏa nổ tung, Lực chấn động khiến cho tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tốc độ của hắn vẫn còn đang trong lúc đề thăng, đạt tới gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Hắn một bước một tòa tế đàn, không ngừng tế tự tiến lên. Lôi hỏa dưới cánh chim trùng trùng điệp điệp tuôn trào ra, khiến cho tốc độ của hắn không ngừng tăng lên. Rất nhanh, tốc độ của hắn đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Cả người hắn hóa thành một đoàn hỏa quang, một đạo lôi quang, phóng thẳng về phía trước. Gấp 11 lần tốc độ âm thanh gấp 12 lần tốc độ âm thanh, gấp 13 lần tốc độ âm thanh. Càng về sau, tốc độ của hắn đề thăng lại càng chậm hơn, mà không khí trong không gian cũng dần dần nhiều lên, hắn cách tầng khí quyển cũng càng lúc càng gần. Lúc này, tốc độ của hắn đã đạt tới gấp 19 lần tốc độ âm thanh, chỉ còn thiếu một chút sẽ có thể xông vào tầng khí quyển, né tránh chém giết của lôi tầng thuần dương. Bất quá, dùng tốc độ này xông vào tầng khí quyển, trong nháy mắt va chạm với tầng khí quyển, chính là tương đương với đụng thẳng lên mặt đất vô cùng cứng rắn, cũng là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng đối với cường độ thân thể hắn. Chỉ hơi chút lơ là chính là kết cục tan xương nát thịt. Hơn nữa, hắn còn phải khống chế tốt phương hướng của chính mình, bằng không sẽ có khả năng giống như một mảnh đá tà tà đánh xéo vào mặt hồ, lướt ngang trên mặt nước, bị tầng khí quyển bắn ngược trở lên, bay luôn vào trong tinh không. Oanh! Cuối cùng, chung Nhạc đụng thẳng vào trong tầng khí quyển, màng tay trực tiếp bị chấn nát, trong lỗ tai chảy ra máu tươi. Âm ba khủng bố đánh thẳng vào đầu hắn, tiếp theo ma sát hình thành nên liệt hỏa hừng hực, khiến cho toàn thân hắn bắt đầu thiêu đốt. Cùng lúc đó, trong lôi tầng thuần dương một mảnh xôn sao. Lôi đình thuần dương cảm ứng được khí tức nguyên thần của hắn, lôi đình ngưng tụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo lôi đình thuần dương ầm ầm chém giết về phía hắn. Cơ hồ trong cùng khoảnh khắc, trong lôi tầng thuần dương một mảnh chấn động. Vô số lôi điện thuần dương hội tụ lại, ở sau lưng hắn hình thành nên hư ảnh lôi trạch thần long dài vạn dặm. Vô số lôi đình ngưng tụ lại thành lôi trạch, lôi điện hóa thành cây cỏ, bụi cây mọc thành rừng rậm, điện quang giống như thủy lưu, biến thành một mảnh đại trạch. Mà hư ảnh của lôi trạch thần long kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Trung nhạc gầm lên một tiếng, liều mạng dốc toàn lực, bước chân như gió như điện. Một chuỗi tế đàn hiện ra, hắn chân đạp trên tế đàn phóng vọt tới, thân thể cơ hồ bị không khí xé rách, giống như một khỏa tuệ tinh xông vào tầng khí quyển, điên cuồng lao xuống, đụng thẳng về phía tổ tinh. Sau lưng hắn, lôi đình thuần dương cuồn cuộn đánh tới. Lôi điện rơi xuống như mưa, từng phát từng phát quanh kích về phía hắn. Ngàn vạn đạo lôi đình giống như vô số con kim xà, kim long uống lượng nhốn nháo, gào thét lao tới. Mà hư ảnh con lôi trạch thần long kia thì dơ lên cự trảo, chụp thẳng về phía hắn. So với cái cự trảo khổng lồ kia, chung nhạc lộ ra nhỏ bé giống như một con côn trùng vậy. Ta cảm thấy chúng ta sắp xong đời rồi. Trong quan luân do bí cảnh nguyên thần của chung nhạc biến thành, Bạch Thương Hải nhìn đám lôi quang rập trời ngập đất lao tới kia, khàn giọng hét lớn. Sắc mặt đám người cô hồng tử cũng đều tái nhợt, thất hồn lạc phách nhìn một màn này. Chúng nữ thiên ma phi nghe được những lời này của Bạch Thương Hải, từng người từng người đều thở ra một hơi thật dài, vỗ vỗ bộ ngực cao vút, trung giọng cười nói. Có những lời này của Bạch sư huynh, chúng ta có thể yên tâm rồi. Bạch Thương Hải nghe vậy giận dữ, mặt đỏ lên, quát lớn. Ta không có nói đùa. Ta cảm thấy lần này chúng ta thật sự xong đời rồi đám người cô hồng tử, Điền Duyên Tông cũng thở vào nhẹ nhõm. Tuyệt đối không có chuyện gì. Có những lời này của Tiểu Bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không sao. Phá cho ta. Trung nhạc lớn tiếng gào thét, tốc độ vậy mà lại tăng lên một chút nữa. Toàn thân hắn bốc lên liệt hỏa hừng hực, từ xa nhìn lại giống như một khỏa sao băng kinh người đụng thẳng vào tổ tinh, kéo theo cái đuôi hỏa quan thật dài xông thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc này, thời gian phản phất như dừng lại, lôi quan phía sau mặc dù vẫn đang không ngừng uống lượng nhốn nháo, nhưng cự ly thủy chung vẫn cách chung nhạc không xa không gần mà móng vuốt của lôi trạch thần long cũng giống như dừng lại bất động sau lưng hắn khoảnh khắc này tốc độ của chung nhạc vậy mà đã tương đương với tốc độ của lôi đình khiến cho lôi đình thuần dương cũng không thể đuổi kịp hắn hắn bay xuyên qua lôi tầng trên thiên không cách mặt đất tổ tinh càng lúc càng gần hơn phía dưới quần sơn lồng lộng không ngừng lướt qua toàn thân chung nhạc kéo theo một cái đuôi lửa thật dài rơi thẳng về phía đông hải hắn cũng muốn giảm bớt tốc độ tiếc rằng tốc độ của hắn hiện tại thật sự quá nhanh, nhanh tới mức hắn cơ hồ không kịp thi triển thần thông. Với tốc độ này mà va chạm với Đông Hải, so với đụng lên một tấm thiết bản cũng không có gì khác biệt. Đám người cô Hồng Tử cũng nhìn ra chỗ không ổn, nhau nhau thi triển các loại thần thông oanh kích về phía trước. Cô Hồng Tử còn tế khởi nguyên thần yêu thần, cánh chim mở ra, vô cùng rộng lớn, đón gió giảm tốc độ, rốt cuộc cũng khiến cho tốc độ của chung Nhạc thoáng chậm lại một chút, nhưng vẫn còn cực nhanh. Trên không trung, hỏa quang lóe sáng, sau đó chung nhạc ầm một tiếng đụng thẳng vào Đông Hải. Một đạo sóng lớn cao tới trăm trượng lập tức nhấc lên, phóng vọt ra bốn phương tám hướng. Địa điểm hắn rơi xuống vừa vặn cách Lưu Hoàng đảo không xa. Đạo sóng triều trăm trượng thổi quét lao qua, thôn vệ toàn thể Lưu Hoàng đảo dưới sóng biển. Sóng triều vừa đánh tới, đại trận trên Lưu Hoàng đảo lập tức tự kích phát, chống lại sóng triều. Nhưng đại trận vừa bị cơn sóng triều trăm trượng đè ép một chút, lập tức bị ép phá. Không biết bao nhiêu yêu tộc bị sóng triều cuốn thẳng xuống biển cẩm tú đảo cách lưu hoàng đảo khoảng chừng hơn ngàn dặm cũng bị đạo sóng triều khủng bố này trùng kích kết cục cơ hồ giống hệt lưu hoàng đảo sau đó tới phiên phong sát đảo ở càng xa hơn cũng bị đạo sóng triều này cuốn sạch qua một lần khốn kiếp yêu ma quỷ quái gì lại dám can đảm tập kích ba đảo lưu hoàng cẩm tú và phong sát chúng ta đông hoang tam đảo đột nhiên tao ngộ tai ương khó hiểu ba vị đảo chủ lập tức bay ra khí thế hung hăng dết về phía này bọn họ còn chưa kịp tiếp cận đã nhìn thấy đám người cô hồng tử tả tương sinh bạch thương hải đằng đằng sát khí tế khởi từng kiện từng kiện thần binh ma thần binh bốn phía trên mặt biển lại xuất hiện từng gã từng gã cự bá côn tộc hình thù kỳ quái có chừng hai ba mươi người ba vị đảo chủ nhất thời không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn ba vị đảo chủ không nói một lời lập tức quay đầu bỏ đi chê cười cự bá côn tộc nhiều như vậy ai có thể là đối thủ không nói tới đám cự bá côn tộc kia chỉ cần là đám người cô hồng tử cũng đã không dễ chọc rồi Ai bảo đám gia hỏa này lại tế xuất nhiều thần binh, ma thần binh như vậy? Hửng! Tự hồ còn có tên Trung Sơn thì kia nữa. Bộ dáng tự hồ đã bị trọng thương. Chẳng lẽ là đám người cô Hồng Tử liên thủ, chuẩn bị làm thịt Trung Sơn thì sao? Đảo chủ Lưu Hoàng đảo suy đoán. Đảo chủ Cẩm Tú đảo có chút suy tư, nói. Đám người Trung Sơn thì không phải đã đi cung tinh rồi sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghe nói trận chiến trên cung tinh tử thương vô số, chỉ còn có hai tôn thần ma chạy thoát trở về bọn họ làm sao có thể trốn thoát một mạng nhìn số lượng so với đám thần ma chạy thoát còn nhiều hơn nhiều a à? đảo chủ phong sát đảo lắc đầu nói hiện tại thực lực bọn tiểu bối này mạnh mẽ như thế chúng ta đã không phải là đối thủ vẫn là không nên trêu chọc bọn họ thì tốt hơn xem như ăn người câm thua thiệt dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta không tính quá mất mặt ba vị đảo chủ thương nghị xong xoay người bay về đảo của chính mình phía sau lại vang lên thanh âm của Điền Duyên Tông. Kỳ quái! Ba vị đảo chủ yêu tộc như thế nào vừa tới lại đã đi rồi. Đừng nói là sợ hãi chúng ta a. À. Dưới chân ba vị đảo chủ nhất thời lão đảo một cái, đảo chủ Lưu Hoàng đảo cười lạnh, nói. Đây là phép khích tướng. Không cần mắc lừa. Nếu chúng ta vừa nghe nói thế liền giết trở lại, chẳng phải là sẽ bị nói khí lượng ba đại đảo chủ chúng ta quá nhỏ rồi sao? Đảo chủ Cẩm Tú Đảo và đảo chủ Phong Sát Đảo liên tục gật đầu, nói. Phải, phải. Ba đại đảo chủ chúng ta cao nhã tới mức nào? Tuyệt đối không thể bị tiểu tử này chọc giận, nổi trận lôi đình. Hắc hắc. Hải đảo tam quân tử chúng ta chính là tấm lòng rộng rãi, không màng danh lợi như vậy. Hư danh gì? Mặt mũi gì? Tam quân tử chúng ta chỉ xem như một làn gió thoảng mà thôi. O không o. Ba tên này chạy trốn thật nhanh, mới chớp mắt đã không thấy tâm hơi. Thiên ma phi kinh ngạc nói. Lúc này, Trung Nhạc đã trấn trụ lại thương thế đám người cô hồng tử xuất thủ kịp lúc, khiến cho thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng bao nhiêu, bất tử chi thân vẫn còn hiệu lực, không bao lâu sẽ có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám người nhất thời thổn thức, một lần nữa trở lại tổ tinh, bọn họ đều có một loại cảm giác như đã xa cách mấy đời. Đoạn đường này một đường mạo hiểm, một đường tử chiến, một đường trốn chết, một đường tìm đường sống trong chỗ chết, tất cả cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Bởi vì cho dù bọn họ có nói ra, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có người chịu tin mà bố trí truyền tống trận chạy ra khỏi công tinh, dùng 12 ngôi sao đụng nổ công tinh, hủy diệt cung tộc, loại chuyện này sợ rằng càng là thiên phương dạ đàm. Lại thêm ngao du tinh không trở về tổ tinh, trên đường vô tình gặp được phong hiếu trung và sư đà đại tôn, loại chuyện này sợ rằng cũng sẽ không có ai tin tưởng. Toàn thể hỏa diệu tinh chính là một tòa đại trận truyền tống, thiên hoàng đế đạo, chuyện này lại càng không thể giải thích, tuyệt đối sẽ bị người xem như là người điên. Sau khi bọn họ trở lại chủng tộc của mình, nhất định sẽ bị người truy hỏi, nên giải thích những kinh lịch của chính mình trong khoảng thời gian này như thế nào thật ra là một cái nan đề không nhỏ. Trung sư huynh, ta cần phải về Bắc Hoang rồi. Bạch Thương Hải nhớ tới cái chết của thần minh Bạch Trạch Thị Bạch Vân Thương, sắc mặt buồn bã, không người thi lễ với Trung Nhạc một cái, nói. Ân đức của Trung sư huynh, Thương Hải cả đời không dám quên, chỉ có ghi khắc ở trong lòng. Cáo từ. Cô Hồng Tử cũng phi thân bay lên, nói. Trung sư đệ, ngày khác gặp lại. Cô Hồng sư huynh, xin dừng chân. Trung nhạc lấy xà thần mâu ra, xa xa ném về phía hắn, mỉm cười nói. Đây là thần binh của xà thần xà văn cử, ta giữ lại cũng không chút hữu dụng, đưa cho ngươi vậy. Cô hồng tử vương tay đón lấy xà thần mâu, thoáng ngẩn ra một chút, cũng không nói nhiều, vất vất tay, viễn độn bay đi. Điền Duyên Tông và tả tương sinh nhìn Trung nhạc một cái, lại nhìn về phía mấy nàng ma nữ kia, đột nhiên liếc nhìn nhau cười một tiếng, song song bay đi, thản nhiên nói. Sư đệ, chúng ta đi trước một bước, đợi ngươi tại kiếm môn. Trung Nhạc gật đầu, nhìn về phía chúng nữ Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi và các tường Phi. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Tình nhân, ba tuần công tử của chúng ta đâu? Ba tuần ở đây. Một đạo thanh âm từ trong quan luân sau đầu Trung Nhạc vang lên. Công tử ba tuần từ từ đi ra, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, không thẹn là đệ nhất Mỹ Nam tử mấy vạn năm qua của ma tộc, ngay cả Trung Nhạc cũng đều bị che khuất. Chúng nữ nhao nhao tiến lên, vây quanh ba tuần, chúng tinh phủng nguyệt, không ngừng chuyện trò vui vẻ đã có ba tuần, không cần Chung Sơn Thị cũng được. Chúng nữ vây quanh Công Tử Ba Tuần cùng nhau đi xa. Chung Nhạc đột nhiên gọi Thiên Nhi, Thiên Ma Phi đứng lại, quay đầu lại thản nhiên cười một tiếng. Chung Nhạc thoáng suy tư trong chốc lát, thử dò xét nói: Thiên Nhi, các ngươi hẳn là biết, Ba Tuần chỉ là một cổ hóa thân của ta mà thôi. Nếu các ngươi động tình với hắn, Thiên Ma Phi cười thanh khách, nói: Trung Sơn Thị có gia có tộc, có ràng buộc của chính mình cho dù chúng ta động tình với chung sơn thị hơn phân nữa cũng không có khả năng đạt được hắn chung nhạc nghe nàng nói vậy thoáng ngẩn ra thánh nữ phi mỉm cười đứng đó bình tĩnh nói mà công tử ba tuần lại không có ràng buộc cũng là ma tộc giống như chúng ta là tình nhân tình lữ hoàng mỹ của chúng ta chúng ta nguyện ý gửi gắm tình cảm cho hắn hắn là chung sơn thị lại không hoàn toàn là chung sơn thị hắn có ưu điểm của ngươi hơn nữa còn rất đa tình các tường phi cũng cười nói ngươi tuy cũng đa tình, nhưng lại không thể động tình trên người chúng ta, mà hắn lại có thể. Trong lòng chung nhạc có chút vanh động, ngây người một lúc lâu, lắc đầu cười nói. Thật sự là ma nữ. Hắn vất vất ống tay áo, xoay người rời đi. Trên kiếm môn sơn, trước mộ phần lão đầu tử, chung nhạc một thân một mình đi tới nơi này, yên lặng thắt nhang, sau đó cung kính quỳ lạy, dập đầu ba cái. Lão đầu tử, con trai của ngươi đã tu thành thần minh rồi. Trung nhạc thấp giọng cười nói. Bản lãnh của hắn so với người năm xưa còn lớn hơn nhiều. Chỉ là vẫn giống như trước đây vậy, hành động không chút cố kỵ. Hắn đặt tên cho con trai hắn là Vô Kỵ, nhất định là cũng hy vọng con trai của mình sẽ giống như hắn vậy, có thể hoành hành Vô Kỵ A. Bất quá, người ở trong lòng hắn vẫn là tồn tại vô địch, ta có thể nhìn ra điểm này. Ở trong lòng của con cái, phụ thân luôn luôn là tồn tại như thiên thần, là tồn tại vô địch, là tồn tại không thể đánh ngã. Hắn đã đi tìm con đường của chính mình rồi để cho ta thay hắn tới đây thăm ngươi, thay hắn dập đầu trước mặt ngươi. Hắn không tới được, vì ở trong lòng hắn, ngươi vẫn còn sống. Hắn không muốn nhìn thấy phần mộ của ngươi. Quân tư tà không biết từ lúc nào tới đây, yên lặng nhìn chung nhạc ngồi trước mộ phần lẩm bẩm. Vị môn chủ kiếm môn này cũng không quấy rầy hắn, mà chỉ đứng ở nơi đó lặng lặng lắng nghe. Khoảnh khắc này, nàng không giống như vị quân môn chủ thống trị đại hoang, mà giống như một nàng thiếu nữ rực rỡ đa tình như hoa xuân vậy. Một lúc lâu sau, chung nhạc đứng dậy, tiến thẳng về phía nàng. Sắc mặt quân tư tà thoáng điều chỉnh một chút, lại khôi phục thành vị quân môn chủ thống trị đại hoang, mỉm cười nói. Sư đệ, ngươi bình an trở về thật tốt. Chung nhạc cùng nàng sóng vai bước đi, mỉm cười nói. Sư tỷ, ngươi không muốn hỏi ta một chút trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Quân tư tà đã từ trong miệng tả tương sinh và Điền Duyên Tông biết được những tao ngộ của bọn họ trong khoảng thời gian này. Bất quá, lúc này không ngờ ma xui quỷ khiến lại gật đầu, nói. Tự nhiên muốn biết. Ngươi nói cho ta nghe một chút những kinh lịch của các ngươi trên cung Tinh a, ta trong khoảng thời gian này chính là lo lắng gần chết. Nghe nói lần này ngay cả thần ma cũng đều chết sạch, chỉ còn lại có hai vị mà thôi, hơn nữa còn là từ trong Tinh không trốn trở về tổ Tinh. Chung Nhạc chậm rãi kể lại cho nàng nghe những tao ngộ của chính mình trong khoảng thời gian này. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu. Những gì Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông kể lại cũng không cặn kẽ như vậy. Quân tư Tà Thỉnh thoảng lại kinh ngạc tán thán thỉnh thoảng lại bóp cổ tay, khi thì cực kỳ khẩn trương, khi thì nắm chặt bàn tay Trung Nhạc. Muốn kể lại toàn bộ những tao ngộ của Trung Nhạc trong khoảng thời gian này, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể nói xong. Trung Nhạc không ngừng kể, kể lại những mạo hiểm trong đó. Quân tư tà giống như một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lộ ra tư thái tiểu nữ nhi, hồn nhiên không có đại khí và quyền thế của một vị môn chủ kiếm môn. Thủy tử An bước nhanh lên núi, có việc tới tìm hai người. Từ xa xa hắn nhìn thấy trung nhạc và quân tư tà ngồi trong bụi cỏ bên cạnh vách núi, ôm gối trò chuyện, lời nói nhẹ nhàng. Thủy lão đầu không khỏi ngẩn ra, lại khẽ mỉm cười, lặng yên rời khỏi. Niên kỷ của quân môn chủ cũng đã tới thời điểm nên tìm nhà chồng rồi, ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Thiếu niên tài tuấn có thể xứng đôi với môn chủ kiếm môn ta, trong thiên hạ thật sự quá ít rồi, cũng may là trong kiếm môn ta liền có. Trong lòng Thủy lão đầu đắc ý lẩm bẩm. Nước phù sa tốt nhất là không lưu cho ruộng nhà khác. Ừm. Thật là đúng dịp. Khâu nha đầu không có ở đây, môn chủ lại hết lần này tới lần khác tại thời điểm này thân cận tiểu tử chung nhạc kia, nhất định là thừa dịp hư mà vào. Ách! Đã quên mất chuyện chính. Lần này hắn tới đây là muốn hỏi làm sao an bài đám cử bá công tộc do chung nhạc vừa mới mang về kia. Chung nhạc từ trên cung tinh mang về chừng 20 gã cự bá công tộc, được hắn đặt ở trong nội môn. Rất nhiều đệ tử kiến môn lúc bắt đầu thì còn có chút kinh sợ, nhưng hiện tại đã không sợ nữa, đều nhao nhao chạy tới tham quan. Mà tả tương sinh, Điền Duyên Tông cũng mang về mấy gã cự đầu pháp thiên cảnh công tộc, cũng dẫn tới không ít luyện khí sĩ chạy tới vây xem. Đám cự đầu cự bá công tộc này tất nhiên sẽ làm lớn mạnh thực lực của kiếm môn, khiến cho kiếm môn có đầy đủ tiền vốn bảo vệ đại hoang. Chỉ là làm sao an bài, để cho đám cự bá công tộc trấn thủ các nơi trong đại hoang, nhất định phải thương nghị với Trung Nhạc và quân tư tà một phen. Hơn nữa, đám người Chung Nhạc từ trên công tinh còn sống sót trở về, lại mang về nhiều cự bá công tộc như vậy, tất nhiên là không giấu được các tộc khác, chỉ sợ sự tình sẽ không dễ dàng xếp rồi. Thủy tử An nhíu mày, có chút suy tư nói. Ngay cả thần ma cũng chỉ có thể trốn thoát về hai vị, không ngờ bọn họ lại có thể còn sống trở về nhiều người như vậy, nhất định sẽ dẫn phát nghi kỵ và hoài nghi. Sợ rằng lại sẽ có một trường phong ba. Không biết có thể kinh động tới thần ma hay không? O không o. Trung nhạc kể chuyện cho quân tư tà nghe một hồi lâu sau, hai người cũng có chút mỏi mệt. Quân tư tà đứng dậy, mời hắn tới động phủ của mình tiếp tục kể. Tâm tư vị quân môn chủ này cũng lạ, không mời Chung Nhạc đi thánh điện kim đỉnh, bởi vì nơi đó thật sự quá trang nghiêm, không có chút tình thú gì. Địa phương quân môn chủ mời Chung Nhạc đi lại là động phủ của nàng. Động phủ chính là tương đương với khuê phòng, sẽ không quá trang nghiêm thần thánh như vậy, ngược lại còn có thêm một chút nghi nữ tình trường. Mấy ngày sau, Chung Nhạc trước trước sau sau kể lại một lần tất cả những kinh lịch của chính mình trong khoảng thời gian này, quân tư tà cũng hỏi kỹ rất nhiều chi tiết lại trì hoãn thêm một đoạn thời gian kỳ quái quan hệ giữa ta và quân sư tỷ tựa hồ đã thân mật hơn rất nhiều trong lòng chung nhạc có chút kinh ngạc đây cũng là một sự tình kỳ quái trước đây quan hệ giữa hắn và quân tư tà cũng không xa không gần thời điểm thân mật nhất chính là đoạn thời gian quân tư tà bị ám toán hắn cõng theo quân tư tà chạy trốn khỏi sự truy sát của yêu tộc lúc trước sau đoạn thời gian đó thân phận địa vị hai người đã chênh lệch khá xa từ sau khi quân tư tà trở thành môn chủ, quan hệ giữa hai người bọn họ mặc dù rất không tệ, nhưng môn chủ dù sao cũng là môn chủ. Mà mấy ngày nay cùng nhau nói chuyện, quan hệ giữa hai người không ngờ đột nhiên trở nên thân mật hơn rất nhiều, thật sự kỳ quặc quá dị. Nhưng hắn lại không biết, nam nhân đeo đuổi nữ nhân cách một ngọn núi, nữ nhân đeo đuổi nam nhân chỉ cách một tầng xa. Nếu nữ nhân nghĩ muốn quan hệ thân mật với nam nhân, thật sự là cực kỳ đơn giản rồi. Sư đệ, ngươi có thể đưa ta lên thủy diệu tinh không? Quân tư tà nghe nói phương kiếm các đã được chung nhạc đưa lên kim diệu tinh tu luyện, mà khâu cấm nhi cũng lưu lại trên mặt trăng của một diệu tinh, trong lòng đột nhiên khẽ động, hỏi. Đưa ngươi lên thủy diệu tinh. Trong lòng chung nhạc có chút ngạc nhiên, ngay sau đó bừng tỉnh lại. Những năm qua quân tư tà đảm nhiệm chức vị môn chủ kiếm môn, mặc dù rất cần mẫn chăm chỉ, nhưng môn chủ việc vặt phong phú quấn thân, tu vi tiến cảnh dù sao cũng bị kéo chậm lại không ít. Phương kiếm các trong lòng không có lo lắng gì, tu vi thực lực tinh dũng mãnh tiến. Khâu cấm nhi khắc khổ tu hành, lại thường xuyên đi theo chung nhạc trải qua nguy hiểm. Chung nhạc lại càng là mấy phen vào sinh ra tử, tu vi không ngừng tăng mạnh. Hiện tại khâu cấm nhi và phương kiếm các đều đã đi địa phương tốt nhất tu luyện, quân tư tà không muốn bị bọn họ bỏ lại quá xa, cho nên cũng đã có tâm tư đi lên thủy diệu tinh tu luyện. Chung nhạc có chút khó xử, nói. Cũng không phải là không được. Ta trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu trận pháp truyền tống, so với ở trên cung tinh khẳng định đã tinh tiến không ít lần này truyền tống sẽ không còn không đáng tin cậy giống như lúc trước nữa. Chỉ là, ngươi thật sự dám ngồi vào truyền tống trận của ta sao? Có gì mà không dám? Quân tư tà mỉm cười nói. Trung nhạc cũng nhuễn miệng cười, nói. Nếu ngươi đã dám, vậy ta sẽ liền bố trí một tòa truyền tống trận, đưa ngươi đi tới Thủy Diệu Tinh. Quân tư tà nhất thời đại hỷ. Đúng lúc này, tiếng ho khan của Thủy Tử An đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Sau đó, vị lão đầu này gọi lớn. Môn chủ, trưởng lão hội đã chờ môn chủ mấy ngày nay, cần thương nghị chuyện tình xử lý đám cự bá và thần binh cung tộc do trung trưởng lão mang về kia. Trung trưởng lão. Trung nhạc thoáng ngẩn người. Quân tư tà cười nói. Ngươi cũng đã là cự đầu pháp thiên cảnh, thực lực còn cao hơn rất nhiều cự bá bình thường. Trưởng lão hội sớm đã quyết định đề bạc ngươi làm trưởng lão, chỉ là còn chưa kịp thông tri ngươi mà thôi. Còn nữa. Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, thấp giọng nói. Bây giờ ta ra ngoài trước, Đợi một lát sau ngươi hãy đi ra, tránh cho, tránh cho bị người khác hiểu lầm. Dứt lời, nàng cũng không dám nhìn thẳng Trung Nhạc, tự mình đi ra ngoài trước. Trung Nhạc có chút yên lặng, lắc đầu cười nói. Chúng ta cũng đâu có làm cái gì, sợ gì người khác hiểu lầm. Quân tư tà đi ra khỏi động phủ, chỉ thấy Thủy Tử An nửa cười nửa không đứng ở nơi đó, nàng lấy lại bình tĩnh, nói. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thủy Tử An liếc mắt nhìn về phía động phủ của nàng một cái, ngay sau đó liền thu hồi lại ánh mắt đuổi theo nàng mỉm cười nói môn chủ kim ốc tàn kiều a à? cái gì kim ốc tàn kiều chứ quân tư tà có chút thẹn quá thành giận nước phù sa không nên lưu cho ruộng nhà khác thủy lão đầu tiếp tục mỉm cười ý vị thâm trường nói quân tư tà trợn mắt nhìn hắn trong lòng lại có chút chột dạ ta mới không phải nước phù sa ta cũng không phải nói ngươi trung trưởng lão ở trong đó a à? thủy lão đầu cười hắc hắc nói đừng giả bộ ta đã nhìn thấy rõ ràng trong lòng quân tư tà lại càng thêm chột dạ chỉ nghe lão đầu này cười nói chung trưởng lão mới là nước phù sa so với tiện nghi cho ngoại tộc không bằng tiện nghi cho môn chủ ta ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt trái tim quân tư tà phanh phanh nhảy loạn lắc đầu tiến về phía trước đại trưởng lão thật biết nói đùa o không o sau khi trưởng lão hội nghị sự xong trên dưới kiếm môn nhất thời lâm vào một mảnh bận rộn đám cự bá công tộc do Trung Nhạc mang về kia được an bài tới các nơi trong đại hoang, trấn thủ 8 tòa biên quan. Sau đó ở trong nội địa đại hoang thành lập 16 tòa thành trì, mỗi một tòa thành đều có cự bá công tộc trấn thủ. Ngoài ra, tại mỗi một tòa biên quan, mỗi một tòa thành trì đều có một kiện thần binh hoặc ma thần binh, hoặc là thần binh công tộc lưu lại, dùng để trấn thủ thành quan, trấn áp khí vận, trấn nhiếp ngoại tộc. Ngoại trừ những cái này, trên dưới kiếm môn lại tuyển chọn ra thành chủ các thành, quan chủ các quan, tuyển ra từ trong các luyện khí sĩ không ít nhân vật tài cán xuất chúng, ủy nhiệm trọng trách. Thành chủ các thành, quan chủ các quan sẽ xuất lĩnh con dân trong thành quan, ngày đêm tế luyện thần binh, ma thần binh, tế tự tổ linh các tộc. Thời điểm ban đêm, sẽ có thể nhìn thấy 24 trọng địa này sáng rực như ban ngày, quan mang chiếu rọi rực rỡ kinh người. Đây chính là dấu hiệu khí vận hưng thịnh. Mà Trung Nhạc thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vũ thanh trụ quan huyền kinh, tìm hiểu những văn lộ đồ đằng khác, hiểu rõ ảo diệu của nó, tránh cho lại làm ra sự kiện ô long như lần trước. Đợi tới lúc đám người quân tư tà an bài mọi chuyện hoàn tất, Trung Nhạc cũng bố trí hoàn tất một tòa truyền tống trận. Quy mô của tòa truyền tống trận này khá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống người lên tới mặt trăng đi. Nếu muốn đi xa hơn, thật ra lại có chút không đủ. Trung Nhạc cũng là lo lắng chính mình sẽ truyền tống quân tư tà vào trong nham thạch mặt trăng, dục thân dung hợp với mặt trăng, biến thành một con quái vật nửa người nửa tinh cầu. Hoặc là sẽ truyền tống tới những địa phương quỷ dị nào khác. Sau khi lên tới mặt trăng, quân tư tà sẽ có thể tự mình bay tới thủy diệu tinh, thời gian đoán chừng sẽ lâu hơn một chút, nhưng ít nhất là sẽ an toàn. Môn chủ cần phải chuẩn bị không khí nhiều một chút. Còn nữa, trên thủy diệu tinh tựa hồ không có nước, mà là một cái thế giới nham tương. Trung nhạc không ngừng dặn dò quân tư tà những chuyện cần phải chú ý, quân tư tà mỉm cười nói. Ta giỏi về khống thủy, có thần thông có thể phân giải nước, sẽ liền có được không khí, không cần phải lo lắng chuyện không có không khí. Trung nhạc trố mắt, thở dài một tiếng trong lòng thầm nghĩ tiên thiên linh thể quả nhiên đều có chỗ độc đáo quân tư tà giao phó kiếm môn lại cho hắn và thủy tử an tự mình bước lên truyền tống trận truyền tống ra ngoài thiên ngoại thủy tử an nhìn tòa truyền tống trận trước mặt chính mình tán thán không thôi mỉm cười nói đại hoang ta rốt cuộc đã có dấu hiệu hưng thịnh rồi trung trưởng lão lần tuyển chọn thành chủ quan chủ này thật ra đã chọn lựa ra được không ít nhân tài a à. trong lòng chung nhạc khẽ động hỏi có những nhân tài nào có một gã hầu cương thị, tên độc nhất một chữ hiệp, vô cùng bất phàm, mặt trồng bốn mắt. Trong Phong thị cũng có một người, tên là Phong Hậu, là truyền nhân của Phong thị nhất tộc. Còn có một người tên là Tự Tụng, học thức cực kỳ uyên bác. Thủy Tử An liên tục liệt kê, nói: Từ Nam Hoang tới có một người tên là Phong Cự, cũng vô cùng bất phàm. Kỳ Bá tới từ Tây Hoang cũng vô cùng bất phàm. Lại còn có một gã thiếu niên tên là Lực Mục, trời sinh lực mạnh vô cùng. Ngoại trừ bọn họ, còn có thường tiên Vương Hợi, đều là nhân tài có thể đào tạo. Trong lòng Trung Nhạc kinh hỉ, hỏi lại. Phong hậu. Một đệ tử phong thị khác. Phong thị còn có truyền nhân sao? Thật đáng mừng a. À. hầu Hậu cương thị lại là chuyện gì xảy ra? Mặt rồng bốn mắt, thật sự hiếm thấy. Thủy tử An nói. Hiệt quả thật là huyết mạch nhân tộc, không phải là chủng tộc khác, chỉ là tướng mạo có chút kỳ lạ kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh huyết mạch lôi trạch trong huyết mạch phục hy thị sao? trong lòng chung nhạc vô cùng kinh ngạc thủy tử an cười nói căn cơ mấy người này đều rất không tệ cũng đều đã tu thành nguyên đan chỉ là không có tu thành hai cực cảnh của khai luân cảnh nhưng đều đã tu thành cực cảnh của những cảnh giới khác tư chất đều không thua kém tả tương sinh điền duyên tông ngoại trừ bọn họ ra còn có một kẻ tên là dung thành sớm đã đi không động quan nhậm chức rồi chung nhạc hiếu kỳ hỏi hiện tại mấy người này đang ở đâu ta muốn gặp bọn họ một chút mấy người này vừa vặn đang ở trong kiếm môn ta, đợi phân công tới các thành các quan nhậm chức. Thủy tử An dùng tinh thần lực truyền âm, thông tri cho đám người phong hậu và hiệt tới đây, miễn cười nói. Quân môn chủ vốn dĩ nhờ ta chỉ dạy bọn họ tu hành, chỉ là ta chỉ dạy những luyện khí sĩ bình thường thì có thể, chỉ dạy những nhân vật thiên tài này, lại có chút lực bất tòng tâm rồi. Ngươi hiện tại là trưởng lão, tạm thay quyền môn chủ, không cần tự mình đi gặp bọn họ, ta để cho bọn họ tới đây gặp ngươi. Trung nhạc gật đầu. Cũng không lâu lắm, tám gã thiếu niên tài tuấn lần lượt lên tới kim đỉnh, đang ở bên ngoài đại điện chờ đợi. Trong lòng mấy người này đều có chút nghi hoặc, không biết vì sao Thủy Tử An lại triệu hoán bọn họ tới đây. Trung Nhạc và Thủy Tử An đi vào thánh điện kim đỉnh, quan sát tám người này. Chỉ thấy phong hậu ngọc thụ lâm phong, rất có thần thái của phong thị nhất tộc. Trung Nhạc tinh tế cảm ứng, trong lòng thầm khen một tiếng. Huyết mạch phục hy trong cơ thể phong hậu mặc dù không mạnh, nhưng so với phong vô kỵ cũng không kém bao nhiêu, không hổ là nhân tài xuất thân từ phong thị nhất tộc hắn lại quan sát hiệt của hầu cương thị trong lòng có chút kinh dị chỉ thấy hiệt đúng như những gì thủy tử an đã nói mũi rộng tráng rộng đầu có sừng rồng mọc ra một khuôn mặt rồng cổ quái nhất là trên mặt hắn có tới bốn con mắt trên dưới xếp thành hàng hai hàng song song vô cùng kỳ quái bộ dáng tự tụng chính là hào hoa phong nhã không chút khác biệt so với người bình thường nhưng lại có thêm một cổ khí chất nho nhã đặc thù phong cự và kỳ bá niên kỹ đều khá cao bộ dáng trung niên nhân, hẳn là năm xưa tu hành trễ nhất, đại tài trưởng thành trễ. Mà thường tiên, vương hợi và lực mục thì lại là toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Trong đó, lực mục chính là đáng chú ý nhất, thân mặt một kiện đoạn khố gia thú, trên người quấn quanh một sợi xích, toàn thân hùng tráng như núi. Trung nhạc nhìn thấy những thiếu niên tài tuấn này, trong lòng cũng có chút vui mừng. Nhân tộc đại hoang trải qua những năm này kinh doanh, rốt cuộc đã có bộ dáng đại hưng. Lại qua tiếp thêm vài năm nữa, sợ rằng kẻ trấn thủ các nơi trong đại hoang đã không phải là đám cự bá công tộc và các thần binh ma thần binh kia nữa rồi mà là những cường giả thế hệ thanh niên này bái kiến vũ sư tám thiếu niên tài tuấn này nhìn thấy thủy tử an vội vàng hạ bái chung nhạc có chút kinh ngạc vũ sư thủy lão đầu cười ha hả nói ta xuất thân từ thủy đồ thị chỉ dạy bọn họ công pháp thần thông thủy hệ cùng với hành vân bố vũ cho nên bọn họ gọi ta là vũ sư lúc này chung nhạc mới hiểu ra thì ra là thế. Các ngươi đứng lên đi. Mau bái kiến Trung Sơn Thị Trung trưởng lão. Thủy Tử An giơ tay lên, nói. Trung trưởng lão chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất của kiếm môn ta, tu vi kiến thức thông triệt thiên địa. Các ngươi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào công pháp kiếm môn do đích thân Trung trưởng lão chỉnh hợp ra, làm lớn mạnh nội tình của kiếm môn. Tất cả những thần dược, thần binh của kiếm môn ta, toàn bộ đều là nhờ Trung trưởng lão gian gian khổ khổ liều mạng cướp về tám người kia vội vàng không người bái kiến sau đó nhao nhao ngẩng đầu quan sát chung nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc còn trẻ như vậy so với chúng ta tự hồ còn nhỏ hơn một chút a à. trong lòng đám luyện khí sĩ trên dưới kiếm môn chung nhạc sớm đã biến thành thần thoại đã có không biết bao nhiêu lời đồng liên quan tới chung nhạc các loại truyền thuyết hiếm lạ cổ quái gì cũng đều có lời đồng tương đối truyền thống là chung nhạc thân cao tám trượng trọng tám trượng có tám đầu tám tay tám chân có lời đồng hơi khác biệt là trung nhạc có ba đầu sáu tay. Lời đồn quỷ dị một chút là trung nhạc thích ăn tươi thần ma các tộc, mỗi một bữa ăn phải ăn ít nhất 300 tôn thần tộc, 200 tôn ma tộc. Còn có lời đồng khí thế rộng rãi, đó là trung nhạc thân cao không biết bao nhiêu dặm, cặp mắt mở ra, không trung xuất hiện nhật nguyệt, thế giới đại phóng quang minh, cặp mắt nhắm lại, thế giới một mảnh hắc ám, mông mông muội muội. Các loại lời đồn kỳ quái kỳ lạ gì cũng đều có. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy chung nhạc, trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc không ngờ bộ dáng của Trung Sơn Thị cũng chẳng khác nào bọn họ, tuổi tác so với bọn họ tự hồ còn nhỏ hơn mấy tuổi, cũng không có chỗ nào kỳ lạ quái gì cả. Trung Nhạc lắc đầu, cười nói. Ta không phải là trưởng lão trẻ tuổi nhất của kiếm môn, là khâu trưởng lão mới đúng. Nàng so với ta còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nàng mới 21 tuổi, mà ta đã 25 tuổi rồi. Thủy Tử An nói. Nếu tính trong nam trưởng lão toàn bộ các đời, ngươi thật sự chính là trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Trung trưởng lão, ngươi tới chỉ điểm bọn họ tu hành để bọn họ bái ngươi làm thầy như thế nào chung nhạc lắc đầu nói bọn họ ai cũng có sở trường riêng ta có thể dạy cho bọn họ cũng không nhiều lắm trong bốn con mắt của hầu cương thị chất chứa các loại văn lộ đồ đằng thần ma các tộc đều có số lượng lại rất nhiều đồ đằng hỗn tạp mà tự tụng bác học uyên thâm lý giải đối với văn lộ đồ đằng cực sâu phong hậu thì tinh thông văn lộ đồ đằng phong hệ tu luyện cảnh giới cực kỳ tinh thâm thường tiên thì tinh thông âm luật lực mục cùng vương hợi tinh thông khống chế yêu thú kỳ bá tinh thông luyện đan phong cự tinh thông trận pháp mỗi người bọn họ ai cũng đều có sở trường riêng muốn trở thành thầy của bọn họ khó sắc mặt thủy tử an khẽ động thất thanh nói ngươi ngay cả những cái này cũng có thể nhìn ra được chung nhạc khẽ mỉm cười trong khoảng thời gian này hắn luyện hóa nguyên đan của xà văn cử có thu hoạch không cạn đã lại đề thăng huyết mạch của mình thêm một chút hai khỏa thần nhãn trái phải trên cơ bản đã thức tỉnh nghĩ muốn nhìn thấu đám người hiệt và phong hậu cũng không quá khó khăn ta chỉ có thể nhìn ra được mà thôi về phần dạy bọn họ ta liền không được rồi không bằng như vậy hắn thoáng suy tư một chút đột nhiên vương ngón tay ra điểm qua trên mi tâm đám người hiệt phong hậu chung nhạc cười nói nghiên cứu của ta trên phương diện âm luật trận pháp đồ đằng khống chế luyện đang chỉ dừng lại ở mức này hiện tại truyền cho các ngươi các ngươi tự mình tìm hiểu không cần thiết phải bái ta làm thầy trong đầu đám người phong hậu oanh động một trận, nhất thời có thêm vô số cảm ngộ hỗn loạn, cực kỳ phong phú. Các loại thần diệu, các loại hệ thống nháy mắt nhét tràn đầy đại não của bọn họ, trong lúc nhất thời một khắc căn bản không thể hoàn toàn tìm hiểu được. Chung Nhạc thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đột nhiên nói: "Có khách tới." "Có khách tới." Thủy Tử An nhất thời nghi hoặc, ngưng mắt nhìn về phía xa xa, lại cái gì cũng đều không nhìn thấy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Minh thú chỉ thấy tứ minh thú vẫn như cũ ngồi sổn trên góc mái hiên thánh điện kim đỉnh, cũng không phát ra cảnh báo. Trung nhạc nói, bọn họ còn cách nơi này rất xa, vẫn chưa đi tới. Các ngươi chờ một chút, ta đi ẩm cái bảo bối tới. Ẩm cái bảo bối tới. Đám người thủy tử an, phong hậu nhất thời ngẩn ra. Trung nhạc rời khỏi thánh điện kim đỉnh, tiến về phía nội bộ kiếm môn sơn. Thủy tử an nhìn về phía đám người phong hậu, hỏi. Trung trưởng lão truyền thụ cho các ngươi bao nhiêu bản lĩnh quá nhiều rồi." Lực Mục cảm khái nói, "Thật sự rất nhiều rồi. Sợ rằng đủ cho chúng ta tiêu hóa thời gian mười mấy hai chục năm mới có thể tiêu hóa hết được." Mấy người khác cũng liên tục gật đầu, nói, "Trung trưởng lão học cứu thiên nhân, những cảm ngộ truyền thụ cho chúng ta đều là chúng ta chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Thật sự là bác đại tinh thâm. Trung trưởng lão thật đúng là thiên nhân a." Phong Hậu cảm khái nói. Trong lòng Thủy Tử An nhất thời hoảng sợ. Tiểu tử này còn nói mình không thể dạy bọn họ, rõ ràng chỉ là lười biếng mà thôi. Đám người Phong Hậu, Lực Mục Sở Học bất đồng, ai cũng có sở trường riêng, nghĩ muốn thuyết phục hết thảy tám người này tự nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng đám người Phong Hậu lại nói những cảm ngộ mà trung nhạc truyền thụ cho bọn họ lại có thể khiến cho bọn họ tiêu hóa một hai chục năm. Hiển nhiên, trung nhạc có đầy đủ nội tình và tiền vốn chỉ dạy cho bọn họ, nhưng đoán chừng là hắn ngại phiền phức, không muốn dạy mà thôi. Đột nhiên, con tứ minh thú trên kim đỉnh kia chợt mở miệng, thanh âm chấn động. Đại trưởng lão, có khách tới. Khí thế hung hăng ý đồ bất thiện. Trong lòng thủy tử an nhất thời cả kinh, vội vàng phóng người nhảy lên bên cạnh tứ minh thú. Chỉ thấy bốn cái đầu của tứ minh thú hướng ra bốn phía, tám con mắt bắn ra bốn cái quan mạc. Trong quan mạc chiếu rọi từng chiếc từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo liễn, hương xa, vô cùng hoa lệ. Xung quanh còn có vô số các luyện khí sĩ hạo hạo đảng đảng vần quanh, lướt qua quan ải đại hoang, bay thẳng về phía kiếm môn sơn đám cường giả này tới từ các tộc khác nhau trên lâu thuyền hoặc là hương xa treo đủ loại cờ xí màu sắc khác nhau tới từ phía nam là trọng lê thần tộc và cung bằng thần tộc tới từ phía bắc là yêu tộc tới từ phía đông là long tộc và ma tộc tới từ phía tây nhiều nhất thần tộc tây hoang quy mô vô cùng khổng lồ các tộc hiếu mang sơn thần tất phương thần nha quỷ thần cũng đều nhao nhao chạy tới khóe mắt thủy tử an không ngừng nhảy loạn hắn vậy mà nhìn thấy tộc trưởng đại tế ti Tông chủ của các tộc thậm chí còn mang tới trọng bảo trấn tộc của tộc mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đồ đằng trụ chấn động, vội vàng lấy ra từng cây từng cây đồ đằng trụ. Chỉ thấy trên các cây đồ đằng trụ, một vài khuôn mặt xuất hiện, chính là tướng sĩ biên quan đại hoang truyền tới, nói tộc trưởng, tông chủ, đại tế ti các tộc thông báo bọn họ muốn tiến vào đại hoang thăm hỏi môn chủ kiếm môn. Trọng Lê, Long tộc, Ma tộc, Yêu tộc, các tộc Tây Hoang thời điểm này cùng nhau tới đây, đồng thời thăm viếng đại hoang ta tâm tư thủy tử an chấp động, đột nhiên cười lạnh, nói Nếu bọn họ vì chuyện chung trưởng lão còn sống từ công tinh trở về, tới đây ra hỏi chuyện tình trên công tinh, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy, cùng nhau chạy tới. Hiện tại cùng nhau chạy tới, quả thật là ý đồ bất thiện, có ý vấn tội. Trung nhạc đã trở lại kiếm môn hơn một tháng trời, tính toán thế nào cũng đủ để đầu lĩnh các tộc chạy tới kiếm môn ra hỏi chuyện tình công tinh rồi. Mà lần này bọn họ đồng thời tới đây, nhất định là đã liên lạc lẫn nhau, cùng nhau tới đây hưng sư vấn tội. Môn chủ không có mặt, phương trưởng lão cũng không có mặt, hiện tại trong kiếm môn chỉ còn lại có ta và trung trưởng lão. Lần này đã không phải là chuyện tình có thể bảo trụ chung trưởng lão hay không, mà là chuyện tình có thể bảo trụ kiếm môn hay không, có thể bảo trụ đại hoang hay không rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy chung nhạc ôm theo một tiểu hài tử phấn điêu ngọc rác quay trở lại kim đỉnh. Sau lưng tiểu hài tử kia còn bay theo một thanh thần kiếm sáng loáng, bám sát như hình với bóng. Chung nhạc cười nói. Đại trưởng lão, chuẩn bị đón khách. Có thể giải quyết được không? Trong lòng Thủy Tử An cũng có chút lo lắng bất an, thấp giọng hỏi. Yên tâm, vẫn chưa có chuyện mà ta không giải quyết được. Sắc mặt Chung Nhạc đột nhiên chuyển lạnh, thản nhiên nói. Kiếm môn Đại Hoang ta đã không phải là kiếm môn trước đây nữa. Nhân tộc Đại Hoang ta cũng không phải là nhân tộc trước đây nữa. Thần ma các tộc cho rằng chỉ dựa vào mấy chiếc chiến hạm, lâu thuyền, trên gắn vài cổ đồ đằng pháo, mang theo một hai kiện thần binh nên nên ngang ngang xông tới, liền muốn khiến cho đại hoang ta đi vào khuôn khổ, khiến cho nhân tộc ta cúi đầu khuất phục sao? Loại tình trạng này, đã là một đi không trở lại nữa rồi. Đại trưởng lão, đưa tin cho các thành các quan đại hoang, tiến hành tế tự. Lại đưa tin cho trên dưới kiếm môn, tế cờ tế binh, dương uy tộc ta. Thủy tử An dù đã lớn tuổi, nhưng cũng bị mấy câu nói này của hắn khiến cho nhiệt huyết sôi trào, bật cười ha hả, đại bào phiêu phiêu, tay áo lung lay, đưa tin cho các thành các quan đại hoang cùng trên dưới kiếm môn. O không o. Nội địa đại hoang, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo liễn, hương xa, từ từ bay tới. Ma vân, yêu khí, thần quan, bao phủ thiên không. Cường giả các tộc thần ma yêu long côn mỗi người đại phóng khí thế. Bọn họ trên danh nghĩa mặc dù là khách, nhưng lại vênh váo tự đắc, cương ngạnh hoành hành, ra oai phủ đầu, khí thế bức người. Từng lộ từng lộ cường giả khí thế ác thành mà tới những nơi bọn họ đi qua, đám luyện khí sĩ đại phóng khí thế, trấn áp những tộc nhân trong các bộ lạc nhân tộc phía dưới từng người từng người quỳ rạp trên mặt đất. Nhân tộc. Hừ. Một đám sâu kiến mà thôi. Một lão giả thần tộc liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh quỳ rạp, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, trong tám quan 16 thành đại hoang, từng cổ từng cổ thần uy ma uy phóng thẳng lên cao. Từng kiện từng kiện thần binh, ma thần binh bay lên không trung, thần uy ma uy khí thế liên thành, nối liền toàn thể biên quan dài mấy mươi vạn dặm thành một mảnh tường đồng vách sắt. Một màn này khiến cho sắc mặt đám luyện khí sĩ các lộ các tộc thần ma soạt một tiếng trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, chỉ thấy trên không kiếm môn sơn, có tới mười mấy kiện thần binh vù vù bay lên, phóng xuất ra quang mang đủ loại màu sắc, các loại thần uy trấn áp thiên địa. Lại có bốn tấm đại kỳ bay ra, mặt cờ tung bay phần phật, hiện ra bốn con thần thú thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước trấn thủ bốn phương. Khí thế ương ngạnh của tộc trưởng, Tông chủ và đại tế ti các tộc bốn phía đi tới nhất thời bị nghiền ép không cánh mà bay. Sắc mặt của từng tôn từng tôn cường giả dưới trướng nhất thời vàng như đất, căng căng thẳng thẳng. Trên kiếm môn sơn đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn. Ha ha ha, có khách đường xa tới thăm, kiếm môn không thể từ xa nên tiếp, còn xin các vị tộc trưởng, tế ti, tông chủ thứ tội. Tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy thần uy ma uy của đám thần binh, ma thần binh hạo hạo đảng đảng lan truyền ra khắp các nơi, nhất thời kích phát phản ứng ứng kích dây chuyền khiến cho đám thần binh, ma binh, thần linh, ma linh trấn tộc bên trong thánh địa của các thần tộc, ma tộc không tự chủ chậm rãi xuất hiện. Trong thiên địa nhất thời sao động một mảnh thần uy ma uy khủng bố. Từng tòa từng tòa thánh địa nhau nhau sáng lên, từng tôn từng tôn thần linh, ma linh nhau nhau hiện thế. uy năng thần binh ma binh ầm ầm bạo phát, thủ hộ một phương. Tất cả các thánh địa trên toàn thể tổ tinh đều bị chấn động. Nội tình của các thánh địa đều giật mình tỉnh giấc, tự thể hiện uy năng của chính mình loại tràng diện này thật sự vô cùng to lớn đồ sộ. Thậm chí ngay cả những bảo vật trấn tộc do đám cường giả các tộc này mang tới kia, lúc này cũng bị thần uy ma uy cuồn cuộn kinh động, không tự chủ đại phóng uy năng thần ma, sáng rọi sinh huy. Cường giả các lộ tiến vào đại hoang tiếp cận kiếm môn kia nhất thời kinh hồn tán đảm. Khí thế ương ngạnh vừa rồi lập tức không cánh mà bay, bộ dáng căng căng thẳng thẳng theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy trên kim đỉnh kiếm môn, một gã thiếu niên đang đứng nơi đó, chính là Trung Sơn Thị Trung Nhạc sắc mặt hắn thản nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, không chút nào có ý tứ hoan nghênh bọn họ, hoặc là chấp nhận cúi đầu nhận tội. Gia hỏa này hẳn là đã sớm biết chúng ta sẽ tới đây, cố tình cấp cho chúng ta một cái hạ mã uy a. À. Phía bắc đại hoang, sư bất dịch ngồi trên một chiếc lâu thuyền, nhìn thấy một màn như vậy, suýt chút nữa đã nhảy bật lên. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, giơ tay chỉ về phía trung nhạc đứng trên trên kim đỉnh kiếm môn, cười sằng sặc, lạnh lùng nói. Các ngươi đã thấy chưa? nhân tộc chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã lớn mạnh tới tình trạng này. Nhân tộc chỉ cần còn kẻ này, nhất định sẽ từ từ thịnh vượng, giả tâm bừng bừng. Mà các ngươi vẫn chỉ biết tranh quyền đoạt thế, nội đấu không ngớt. Thậm chí còn có ý đồ muốn giết chết ta, cướp đoạt vị trí yêu chủ Đông Hoang. Đông Hoang giao cho các ngươi, tuyệt đối sẽ bị Trung Sơn Thị ăn sạch ăn sẻ, yêu tộc đời đời trở thành nhân nô. Sau lưng hắn, đám cường giả của tam đảo lục thành tứ quan trầm mặt không nói lời nào nhất là ba người đảo chủ lưu hoàng đảo đảo chủ cẩm tú đảo và đảo chủ phong sát đảo sắc mặt lại càng là âm tình bất định mà ở phía tây phong vô kỵ đột nhiên đứng bật dậy ánh mắt nhìn chầm chầm về phía kiếm môn sơn sau đó lại quan sát tám quan 16 thành rải rác bốn phía đại hoang hắn nhìn thấy một màn khí tượng như vậy không khỏi kinh nghi bất định trong lòng hắn cũng không khỏi mơ hồ có chút hối hận nếu năm xưa ta không tham lam chức vị đại tế ti hiếu mang thần tộc này mà cứ tiếp tục thành thành thật thật làm môn chủ kiếm môn Hiện tại một màn vinh diệu này, liền chính là của ta, mà không phải là do Trung Sơn thị đứng ra diễu võ dương oai. Ở phía nam, sắc mặt côn đại tiên sinh với bằng đại tiên sinh của côn bằng thần tộc âm tình bất định, trầm mặt không nói lời nào. Hạ tông chủ và chút dung nhan thâm thì liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nói: Kiếm môn đại hoang, từ khi nào đã cường đại tới trình độ này? Sau này có muốn chạy tới đại hoang ăn mấy tên nhân tộc, cũng đã trở nên khó khăn rồi. Một lão giả thần tộc khẽ lẩm bẩm: Nhân tộc vốn dĩ là chủng tộc thấp hèn nhất trong vạn tộc. Cho dù là mấy năm trước, thời điểm Tiểu Hư không nổ tung, Không Gian Tiểu Hư không khổng lồ quay trở lại tổ tinh, lúc đó kiếm môn cũng vẫn còn là chủng tộc thấp hèn nhất, chủng loại đê tiện nhất trong toàn bộ các chủng tộc, là lương thực của vạn tộc. Mà hiện tại mới qua mấy năm. Không ngờ thực lực của nhân tộc đã lớn mạnh tới tình trạng này, lớn mạnh tới tình trạng đã có thể khiêu khích những chủng tộc cao quý bọn họ rồi. Thật sự quá đáng sợ a. À? Cho dù là lúc kiếm môn đại hoang vừa mới thành lập, Môn chủ đời thứ nhất kiếm môn còn tại thế, kiếm môn cũng không có được tràn diện thịnh vượng như vậy, uy thế mạnh mẽ như thế. Hạ Mã Uy, Công đại tiên sinh hừ lạnh một tiếng, thẳng nhiên nói, "Ngày hôm nay, chúng ta cũng không phải tới đây để ăn Hạ Mã Uy, mà là muốn vấn tội Trung Sơn thị cấu kết côn tộc, hỏa loạn tổ tinh. Chúng ta có tình có lý, hôm nay nhất định phải buộc kiếm môn cấp cho chúng ta một cái bàn giao. Các vị đồng đạo, chúng ta có gì phải sợ kiếm môn chứ?" Trong lòng hạ tông chủ nhất thời nghiêm nghị, gật đầu nói. Đúng vậy. Các vị, chúng ta lên núi vấn tội. Đám tộc trưởng, tông chủ, đại tế ti, các lộ nhau nhau đái lĩnh cường giả các tộc đi tới bên dưới kiếm môn. Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo liễn, hương xa, dừng sát trên linh chi đài của kiếm môn, đầu lĩnh các tộc cùng nhau lên núi, chỉ trong chốc lát đã lên tới trước kim đỉnh. Quân môn chủ đang ở đâu? Đám cường giả các tộc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy lúc này các cường giả trên dưới kiếm môn đã sớm tụ tập đông đúc ở đây, nghiêm túc chuẩn bị. Dẫn đầu đám người kiếm môn chính là Trung Nhạc và Thủy Tử An, ngay phía sau là chính vị trưởng lão còn lại của trưởng lão hội, phía sau nữa là các vị trưởng lão khác cùng với đám người tả tương sinh, Điền Duyên Tông và Thiếu Điển, cũng có thể tính là cường giả tụ tập đông đúc. Ánh mắt sư bất dịch chớp động, miễn cười nói. Hôm nay đầu lĩnh các tộc tới thăm, sao quân môn chủ lại không hiện thân? Quân môn chủ không hiện thân, ngược lại để cho các ngươi nên tiếp, thân phận địa vị kém xa cả vạn dặm. Cái này là đạo đại thách của kiếm môn các ngươi sao?" Thủy Tử An tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Các vị đầu lĩnh đừng trách. Hiện tại quân môn chủ đang bế quan tu luyện trên thủy diệu tinh, không thể tiếp đãi các vị. Trước khi môn chủ rời đi, đã lệnh cho quyền môn chủ tạm thay nàng chấp chưởng quyền lực môn chủ. Hiện tại, tất cả sự vụ của kiếm môn ta là do quyền môn chủ toàn quyền xử lý. Quân tư tà đang ở trên thủy diệu tinh. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn sao. Sắc mặt đám tế ti, tộc trưởng tông chủ các tộc nhất thời kịch biến. Ngay cả phong vô kỵ cũng sắc mặt khẽ biến, lòng tin bị đã kích nghiêm trọng, thất thanh nói. Nàng đã tu thành nguyên thần thuần dương, thành tựu thần vị rồi. Muốn bay ra khỏi tổ tinh nhất định phải vượt qua lôi tầng thuần dương. Chưa luyện thành nguyên thần thuần dương, tu thành thần minh, làm sao có thể bay ra được. Bởi vậy, rất nhiều cường giả ở đây đều là tâm thần đại loạn, ý nghĩ đầu tiên chính là quân tư tà đã tu thành nguyên thần thuần dương, trở thành một tôn nhân thần. Nếu là như vậy, thực lực nhân tộc chẳng phải là đã bao trùm trên các tộc rồi sao? Bọn họ còn hưng sư vấn tội cái rắm gì nữa? Thủy tử An cười ha hả, cũng không có giải thích. Chuyện này tự nhiên là càng hiểu lầm càng tốt. Nào ngờ phong vô kỵ đột nhiên bật cười, nói. Quân tư tà căn bản không có khả năng tu thành nguyên thần thuần dương. Một là nàng bất quá chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn, cho dù là thủy diệu linh thể, huyết mạch cũng cực kỳ thấp kém, không có tư chất này. Hai là thời gian quá ngắn, cho dù nàng có thể tu luyện tới thông thần cảnh, cũng đã là cực kỳ thần tốc rồi. Đoán chừng là quân môn chủ tìm được truyền tống trận gì đó, truyền tống lên trên thủy diệu tinh a. Nàng có thể còn sống trở về hay không, vẫn còn rất khó nói. Đám đầu lĩnh các tộc cũng không phải là hạng người ngu dốt, lập tức liền nghĩ tới điểm then chốt. Quân tư tà mấy năm trước chỉ mới tu luyện tới cảnh giới chân linh cảnh, cho dù tài trí hơn người, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thông thần cảnh, càng huống chi là nguyên thần thuần dương. Thủy tử An nheo mắt cười nói. Các vị sư huynh, sao không tiến vào thánh điện tộc ta, cũng tiện cho tộc ta dân trà bánh, tận tình gia chủ. Không cần. Thanh âm đại tế ti sơn thần tộc mạnh mẽ hữu lực, nói. Hôm nay chúng ta tới đây là để hưng sư vấn tội, vấn tội nhân tộc các ngươi cấu kết với côn tộc, vấn tội trung sơn thì các ngươi cấu kết với côn thần côn tộc, giết chết thần ma của tổ tinh ta. Nếu quân môn chủ đã không ở đây, vậy thì mời thủy sư huynh ngươi giao trung sơn thị cho ra bộ giáng thủy tử an khổ sở nói các vị sư huynh các ngươi luôn miệng nói chung trưởng lão cấu kết với côn tộc chứng cứ ở đâu không có chứng cứ đã chạy tới hơn sư vấn tội không khỏi có chút buồn cười rồi a à. sư bất dịch cười lạnh một tiếng nói bên trong đại hoang số lượng côn tộc còn ít sao hai ba mươi gã cự bá côn tộc cũng đang trấn thủ bên trong biên quan và các thành của các ngươi nhân tộc rõ ràng đã cấu kết với côn tộc a à đại hoang hiện tại đã biến thành cứ điểm của công tộc, muốn công kích các tộc tổ tinh, khiến cho tất cả chúng ta bị diệt tộc. Hôm nay các ngươi giao Trung Sơn Thị ra, giết chết đám cự bá công tộc kia, nhân tộc còn có thể bảo toàn. Nếu như không giao, chính là đối địch với chúng ta, đối địch với toàn thể tổ tinh, nguy cơ diệt tộc trong tầm tay. Hạ Tông Chủ khẽ vuốt càm, miễn cười nói. Sư yêu chủ nói thật hay. Sư bất dịch miễn cười nói. Hạ Tông Chủ khách khí, ta cũng chỉ là nói ra tiếng lòng của mọi người mà thôi. cung đại tiên sinh tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói. trung sơn thị làm nhiều việc ác, hôm nay bất luận nói thế nào cũng không thể lại buông tha cái mầm họa này, nhất định phải diệt trừ, tránh cho lưu lại hậu hoạn. phong vô kỵ ho khang một tiếng, nhẹ giọng nói. thủy đại trưởng lão, không cần bởi vì chút thiện niệm nhất thời mà thả hổ về rừng. ta hiểu được ngươi hẳn là đã bị tên phản đồ này che mắt, không biết trung sơn thị đã làm nhiều việc ác nhân tộc các ngươi che chở cho hắn, che chở tên phản đồ này, sợ rằng nhân tộc cũng sẽ bởi vì hắn mà mắc họa, dẫn lửa thiêu thân. Thủy tử an lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rít qua kẻ răng. Kẻ phản bội. Phong vô kỵ khẽ mỉm cười, cắt ngang lời hắn, gật đầu nói. Đúng vậy. Trung Sơn Thị chính là kẻ phản bội. Là phản đồ của tổ tinh ta. Hôm nay đầu lĩnh các tộc chúng ta tề tụ ở đây, chính là muốn trừ hại vì thiên hạ, diệt trừ Trung Sơn Thị, quan huy chính nghĩa khóe mắt thủy tử an lại rung lên. Quang huy chính nghĩa. Tả tương sinh đột nhiên tiến về phía trước một bước, thanh âm phẫn nộ. Trung trưởng lão vì tổ tinh ta vào sinh ra tử, xông vào cung tinh, lập ra không biết bao nhiêu công lao hãng mã. Nếu không có hắn, hiện tại các ngươi sớm đã biến thành bữa ăn trong bụng côn tộc rồi. Làm càng. Đám đầu lĩnh các tộc nhao nhao nhìn về phía hắn, từng tên từng tên khí thế kinh thiên động địa, ầm ầm trấn áp xuống tả tương sinh cố gắng chống đỡ áp lực của từng gã từng gã cự bá thông thần cảnh bị ép tới mức máu tươi trong tai mắt mũi miệng chảy ra nhưng vẫn không ngã xuống ngược lại càng cười to một tiếng ha 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 thời điểm chúng ta liều mạng trên cung tinh đám ký sinh trùng các ngươi lại núp ở chỗ nào trốn trên tổ tinh thời điểm chúng ta giết tới long trời lở đất trên cung tinh các ngươi đang làm gì trốn trên tổ tinh thời điểm chúng ta tử thương vô số các ngươi ở nơi nào trốn trên tổ tinh hiện tại chúng ta đẫm máu trở về, các ngươi lại đang làm gì? Chạy tới bức tử chúng ta, bức tử đại thần có công. Thật càng rỡ. Bằng đại tiên sinh nhất thời giận dữ, giận quá hóa cười, sau lưng hiện ra dị tượng côn bằng ngàn dặm, cười lạnh nói. Quân môn chủ không ở đây, kiếm môn các ngươi thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Ngay cả một tên tiểu bối hèn mọn không tên không họ cũng dám rít gào với chúng ta. Còn thể thống gì nữa? Điền Duyên Tông mạnh mẽ chống đỡ uy áp của đám đầu lĩnh các tộc cất bước tiến lên phía trước, đứng sóng vai với tả tương sinh, cao giọng nói. Công tin đã bị trung trưởng lão phá hủy rồi. Công tộc đã bị trung trưởng lão diệt tộc rồi. Cái này là công lao sự nghiệp to lớn tới mức nào. Hắn đã bảo hộ vạn tộc các ngươi, không ngờ các ngươi còn muốn giết chết hắn, còn nói xấu hắn cấu kết với công tộc. Các ngươi mới là tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Khốn kiếp. Từng đạo từng đạo thanh âm kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, đinh tai nhức óc. Đám đầu lĩnh các tộc nổi giận đùng đùng. Sư bất dịch bật cười, nói. Ngươi nói những lời này, sẽ có ai tin chứ? Ngươi thử đi hỏi tất cả mọi người, nhìn xem một chút sẽ có chủng tộc nào tin tưởng đây. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ăn nói lung tung. Trung Sơn thị hủy diệt cung tinh. Trung Sơn hủy diệt công tộc. Cũng chỉ có hạng người vô tri như ngươi mới có thể nói ra lời nói dối ngu ngốc như vậy. Thủy đại trưởng lão, hôm nay kiếm môn các ngươi sẽ giao chung sơn thị ra hay không? Cung đại tiên sinh chậm rãi nói. Nếu như không giao, máu chảy thành sông. Nếu giao ra, còn có thể đàm phán. Trên dưới kiếm môn nhau nhau tức giận. Vô số đệ tử kiếm môn đồng loạt nhìn về phía Thủy Tử An. Thủy Tử An lộ ra thần sắc khó khăn, hai tay mở ra, lúng ta lúng túng nói. Các vị sư huynh, không phải là ta không muốn giao ra, mà là môn chủ không ở đây, ta cũng không thể làm chủ còn phải đợi quyền môn chủ đứng ra làm chủ mới có thể quyết định có giao chung trưởng lão ra hay không. Phong vô kỵ miễn cười nói. Xin các vị sư huynh tạm thời bất giận. Chỉ cần có người có thể làm chủ là được. Thủy đại trưởng lão, người nào là quyền môn chủ của các ngươi? Thủy tử an nhếch nhếch môi về phía chung nhạc ở một bên, bất đắc dĩ nói. Trung Sơn thị chính là quyền môn chủ của chúng ta. Các ngươi cứ việc hỏi hắn xem hắn có nguyện ý tự giao chính mình ra hay không. Đầu lĩnh các tộc nhất thời ngẩn ngơ. Trung Nhạc chính là quyền môn chủ của Kiếm môn. Để cho hắn làm chủ tự giao chính mình ra. Đây rõ ràng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ a. Sư Bất Dịch ho khan một tiếng, cười híp mắt nói: "Trung Sơn thị, vì kiếm môn các ngươi, vì nhân tộc các ngươi, hiện tại ngươi nên chủ động đi ra a." Trung Nhạc khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của tiểu hiên viên, nghe vậy liền mỉm cười nói: "Ta không dự định sẽ giao bản thân ta ra a." Thanh âm đại tế ti quỷ thần tộc như quỷ mị, âm lãnh nói: "Nói như vậy, kiếm môn là muốn đối địch với chúng ta, đối địch với cả thiên hạ sao? Sắc mặt chung nhạc ôn hòa, nhỏ nhẹ nói. Sư huynh cũng đừng nói như vậy a. À. Nếu ngươi nói như vậy, vạn nhất trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi, ra lệnh một tiếng, tứ kỳ môn trận của ta vừa phong bế, hơn 40 kiện thần binh, ma thần binh trong đại hoang ta một phát banh vào trong trận, đánh chết hết thảy các vị sư huynh, như vậy phải làm sao thu tràn đây? Sắc mặt đầu lĩnh các tục nhất thời kịch biến, khóe mắt nhảy loạn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đây là uy hiếp trắng trợn, uy hiếp trần trụi không chút nào che giấu. Nhân tộc có thần binh, ma thần binh, lẽ nào các tộc chúng ta không có sao? Sư bất dịch lại mở miệng, thản nhiên nói. Long tộc, bác bộ thánh tộc của ma tộc, các đại thần tộc Tây Hoang, trọng lê thần tộc, côn bằng thần tộc của Nam Hoang, chủng tộc nào mà không có thánh khí trấn tộc chứ? Cho dù là yêu tộc ta, cũng có được vài kiện yêu thần binh. Trung Sơn Thị, ngươi cầm thần binh của kiếm môn tới ác chúng ta, lẽ nào không sợ nhân tộc bị diệt tộc sao? Trung Nhạc so với hắn càng thản nhiên hơn. Trước tiêu diệt một đám các ngươi đã đủ rồi. Nếu các vị sư huynh đã không sợ chết, ta ngược lại có thể thử một lần, giết chết hết thảy những tồn tại cường đại nhất của các tộc, dùng máu tươi của các ngươi tẩy rửa kiếm môn sơn một chút. Ngươi. Đầu lĩnh các tộc vừa sợ vừa giận. Ta hỏi các ngươi có sợ hãi không? Trung Nhạc lộ ra nụ cười sáng lạn. Trung Nhạc vừa nói những lời này, đầu lĩnh các tộc cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không dám lập tức trở mặt. Ai biết cái tên điên này có thể nào đột nhiên phát điên, thật sự hạ lệnh thôi động các thần binh, ma thần binh của nhân tộc hay không? Lần này bọn họ tới đây chính là hưng sư vấn tội, vốn cho rằng dựa vào áp lực của các tộc, đủ khiến cho kiếm môn giao chung nhạc ra mặt cho bọn họ xử tử. Cho nên bọn họ chỉ dẫn theo một đám binh mã tới đây, cũng chỉ mang theo một đám thần binh, ma thần binh bình thường, cũng không mang tới các loại bảo vật thánh khí trấn tộc. Tới hiện tại, bọn họ mới biết được chính mình đã mắc phải sai lầm lớn tới mức nào nhân tộc hiện tại có được hơn 40 kiện thần binh, ma thần binh, cộng thêm hai mươi mấy gã cự bá công tộc, dưới tình huống toàn bộ nhân tộc đại hoang cùng với đám luyện khí sĩ kiếm môn tế tự, muốn một lưới bắt hết những đầu lĩnh các tộc bọn họ sợ rằng cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn, mà là có tới chính thành khả năng một hơi toàn diệt tất cả bọn họ. Rõ ràng là tới đây hưng sư vấn tội, hiện tại lại bị tên Trung Sơn Thị này nắm cổ uy hiếp, hỏi ngươi có sợ không? Cái này chỉ sợ chính là sự tình có thể khiến cho bọn họ thẹn quá thành giận nhưng khiến cho người ta phẫn nộ nhất chính là, bọn họ hết lần này tới lần khác lại không thể lập tức trở mặt. Trở mặt liền thật sự bị bốc chết rồi. Đám đầu lĩnh các tộc hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, không thể làm gì. Nếu Trung Sơn thì thật sự làm ra loại sự tình này, chỉ sợ so với tên điên phong hiếu Trung kia còn muốn điên cuồng hơn. Thủy Tử An đột nhiên bật cười, nói. Các vị, hắc hắc, các vị. Quyền môn chủ chỉ là nói đùa mà thôi. Các vị sư huynh không nên để trong lòng. Sao không cùng tiến vào thánh điện tộc ta uống trà, bàn luận một chút chuyện phong nguyệt chứ? Lúc này hắn nhảy ra làm người tốt, cấp cho đầu lĩnh các tộc một bậc thang để leo xuống. Bởi vì hiện tại xé rách mặt chính là kế sách hạ hạ. Cho dù có thể một lưới bắt hết, tiêu diệt hết thảy đầu lĩnh các tộc ở đây, thì nhân tộc cũng không có khả năng nhất thống thiên hạ. Trái ngược, Đại Hoang và Kiếm môn sẽ bởi vì vậy mà gặp phải đã kích mang tính hủy diệt, bị tất cả các tộc trên tổ tinh cùng nhau tấn công cộng thêm trên tổ tinh vẫn còn có các thần ma tại thế. Bởi vậy, nếu có thể đem lần vấn tội này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiến cho đầu lĩnh các tộc uống trà xong rồi cục đuôi cút đi, đó mới là kết quả tốt nhất. Trung Nhạc cũng nở nụ cười ôn hòa, nói. Các vị sư huynh, thủy đại trưởng lão có ân với ta. Hắn nói đó chỉ là chuyện đùa, vậy đó chính là một chuyện đùa. Bất quá, chuyện đùa này xuất hiện một lần có thể cho qua, xuất hiện hai lần chuyện đùa đồng dạng, vậy thì không phải là chuyện đùa nữa. Trung mổ cũng biết sát sinh. Cả đời Trung mổ đã sát sinh vô số, chẳng quan tâm có thêm mấy trăm mấy ngàn sinh linh nữa. Biểu tình của hắn mặc dù ôn hòa, nhưng lời nói lại khiến cho người ta cảm thấy càng dữ tợn, cảm thấy càng hung tàn, giống như một con cự thú đang đói khát vậy. Lúc này, Tông Chủ Ngao Thị đột nhiên mở miệng hỏi. Trung Sơn Thị, ngươi có đầu nhập vào cung tộc không? Trung nhạc lắc đầu, ngữ khí thản nhiên. Không có. Cung tin đã bị ta hủy diệt. Nhưng cung thần mẫu thần có lẽ còn chưa chết nếu bọn chúng chưa chết đợi tới lúc bọn chúng đi tới tổ tinh ta các ngươi liền sẽ biết ta nói không sai tông chủ ngao thị và mấy vị tông chủ long tộc bọn bà thị ngọc thị giao thị liếc mắt nhìn nhau một cái tinh thần lực ba động trao đổi lẫn nhau sau đó khách khí nói nếu đã như thế vậy chúng ta lựa chọn tin tưởng chung trưởng lão trà cái này thì thôi đi chúng ta còn có việc khác cáo từ cáo từ chung nhạc khách khí nói Trung mổ còn có tân khách ở đây, khó có thể đích thân đưa tiễn, thứ tội. Khách khí. Những đầu lĩnh các tộc còn lại thấy năm vị tông chủ long tộc rời khỏi, trong lòng biết lần này khó có thể bức bách kiếm môn, mỗi người cũng đều xuất hiện ý muốn rời khỏi. Đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm chấn động, tự hồ từ trên trời truyền xuống. Trung Sơn Thị, thần binh, ma thần binh của kiếm môn các ngươi có thể uy hiếp được bọn họ, lại uy hiếp được ta sao? Đạo thanh âm này vừa dứt, chỉ thấy trên thiên không gió cuốn mây vần, ma khí vô biên vọt tới, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Tiếp theo, uy năng ma thần rập trời ngập đất vọt tới, trấn áp từng kiện từng kiện thần binh, ma thần binh trên dưới kiếm môn, khiến cho toàn bộ kiếm môn sơn nghiêng ngã bấp bênh. thân hình vô số luyện khí sĩ kiếm môn bất ổn, căng căng thẳng thẳng. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt khổng lồ kia từ từ dâng lên. một tôn ma thần vĩ ngạn vô biên đứng sừng sững giữa không trung, đỉnh đầu cắm vào trong lôi tầng trên thiên không, chân đạp trên kiếm môn sơn, chính là một tôn ma thần của ma tộc. Di Ma Ha Hàng Lâm. Chân thân Di Ma Ha khổng lồ, hoàn toàn trấn áp hết thảy. Đám thần binh, ma thần binh trên dưới kiếm môn đều là nhờ các luyện khí sĩ kiếm môn tế tự, lúc này mới có thể thôi động ra uy năng, bản thân không phát huy được bao nhiêu uy lực của thần binh, ma thần binh. Mà chân thân Di Ma Ha Hàng Lâm, ma uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trong đầu tất cả các luyện khí sĩ trên dưới kiếm môn một mảnh ầm vang, ma âm đinh tai nhức óc vang vọng, khiến cho bọn họ cơ hồ không thể tiếp tục tế tự quy lực của từng kiện từng kiện thần binh ma thần binh bao phủ kiếm môn kia nhất thời giảm nhiều khí tức không còn kinh thiên động địa giống như lúc trước nữa lực uy hiếp tự nhiên là giảm xuống rất nhiều trung nhạc và thủy tử an đều khẽ nhíu mày mà đầu lĩnh các tộc thì không khỏi đại hỷ. di ma tôn ma đích thân chạy tới vấn tội thánh tộc trưởng của di ma thánh tộc bật cười ha hả hiện tại trung sơn thị ngươi còn có thể càng rỡ nữa không phong vô kỵ khẽ mỉm cười thản nhiên nói trung sơn thị hiện tại ta hỏi ngươi có sợ hãi không? Sắc mặt sư bất dịch cũng tràn ngập tươi cười, vuốt vuốt chòm râu, nhàn nhạt nói. Đây chính là lột gia hổ làm đại kỳ, hiện tại mảnh hổ đã tới vấn tội A, vừa rồi trung tiểu hữu thật biết dọa người, hiện tại lại dọa một chút cho sư mổ mở rộng tầm mắt A. Mấy vị thánh tộc trưởng của bác bộ thánh tộc cảm thấy tâm thần vô cùng thư sướng. Di Ma Ha là ma thần của Di Ma thánh tộc, nhưng cũng là ma thần của ma tộc, càng là một trong hai vị thần ma lần này từ trên công tinh còn sống trốn về được. Trung Nhạc vừa rồi còn kiêu ngạo nói muốn giết cái này giết cái kia, bây giờ Di Ma Ha đã xuất hiện, còn chưa xuất thủ đã khiến cho khí thế của kiếm môn sơn tan rã không còn một mảnh, quả thật đã khiến cho bọn họ cảm thấy mở mày mở mặt. Cung đại tiên sinh lạnh lùng nói, muốn đánh mặt vạn tộc chúng ta, hiện tại lại bị đánh mặt, báo ứng trước mắt A. Bằng đại tiên sinh tiếp lời, nói, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, Trung Sơn Thị nhanh mồm nhanh miệng còn có thể nói cái gì, làm những gì. Sắc mặt thủy tử an kịch biến. Tôn Ma thần Diêm Ma Ha này đích thân hàng lâm, khiến cho hắn cũng có chút tâm loạn. Trận hình hiện tại của Kiếm môn, đối phó đám cự bá thông thần cảnh đầu lĩnh các tộc kia vẫn còn có thể, nhưng muốn đối phó một Tôn Ma thần, vậy thì ngàn vạn lần không được. Trung Sơn thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Diêm Ma Ha cúi đầu xuống, nhìn về phía Trung Nhạc, cặp mắt giống như hai vần ma nhật thiêu đốt hừng hực, bốc ra từng đám từng đám hỏa diễm màu đen. Sắc mặt Trung Nhạc không đổi, ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Ma thần này, mỉm cười hỏi. Tôn Ma Trung mổ có tội gì? Diêm ma ha hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Thần ma chúng ta bị côn tộc phục kích, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ còn lại có hai người trốn thoát trở về. Ngay cả thần ma cũng khó có thể tự bảo vệ mình, phải tìm mọi cách mới có thể trốn chết, mà ngươi lại có thể bình bình an an trốn thoát từ trong vòng vây chặn giết của côn tộc, từ trên côn tinh chạy trở về tổ tinh. Sự tình ngay cả thần ma còn không làm được, ngươi một tên luyện khí sĩ pháp thiên cảnh hèn mọn sao có thể làm được. Sắc mặt chung nhạc vẫn bình tĩnh như thường, Miễn cười nói: Sự tình thần ma không làm được, sao ta lại không thể làm được? Tôn Ma, thời điểm ngươi trốn chạy, ta cũng đang trốn chạy. Thời điểm ngươi chạy ra khỏi công tinh, ta ban tạc công tinh, chặt đứt thông đạo công tinh. Nếu không tin, ngươi có thể đi băng phong cổ thành tại Bắc Hoang kiểm tra một chút, liền biết rõ thông đạo liên tiếp công tinh quả thật đã bị chặt đứt, lúc đó ngươi sẽ biết ta nói không sai." Diêm Ma ha cười ha hả, nói: "Cái thông đạo tại băng phong cổ thành kia quả thật đã bị chặt đứt." nhưng ai có thể chứng minh là hành vi của ngươi? Đầu lĩnh các tộc nhao nhao gật đầu. Đại tế ti quỷ thần tộc cười nói. Nói không chừng côn tộc muốn ngươi làm gian tế của bọn chúng, đã cố ý chặt đứt thông đạo A. Trung nhạc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ngu ngốc. Cái lối đi kia chính là miệng của mẫu hoàng, cắn chặt lên tổ tinh. Ngươi cho rằng mẫu hoàng côn tộc sẽ vì ta mà nhả ra sao? Nói ngươi ngu ngốc, là vì ngươi nói chuyện mà không động não. Ngươi. Đại tế Ti Quỷ thần tộc giận tím mặt. Tâm cảnh chung nhạc bình thản, cúi đầu thở dài, lẩm bẩm. Nếu không phải ở trên tổ tinh còn có nhiều đồng bạn nhân tộc như vậy, ta mới không để ý tới sự sống chết của đám A Miêu A cẩu các tộc khác. Con bà nó. Không ngờ nhân tộc ta lại sinh hoạt trên cùng một khỏa tinh cầu với một đám bại hoại chỉ biết nội đấu các ngươi. Thật bất hạnh a. À. Trung Sơn thị, ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh các tộc giận tím mặt, nhao nhao quát lớn maha Ma Ha cũng nhịn không được phẫn nộ trong lòng, cười lạnh nói. Nhân tộc hèn mọn, một chủng tộc đê tiện nhất, không ngờ lại dám nói thần ma vạn tộc chúng ta là A A Cẩu. Nhân tộc chẳng qua là một đám gia súc do thần ma vạn tộc chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Chung nhạc tiếp tục cúi đầu, lẩm bẩm. Nếu có thể giết chết bọn họ, thật muốn làm thịt hết thảy bọn họ. Chỉ là hiện tại đại địch trước mặt, còn phải hợp tác với đám bại hoại khốn kiếp này. Sắc mặt Diêm Ma Ha trở nên cực kỳ âm trầm sắc mặt hắn vừa biến, trên thiên không nhất thời lôi điện đang xen, mây đen bao phủ dày đặc. Từng đạo từng đạo lôi đình răng rắc răng rắc đánh xuống, lôi quang như mưa rào rơi xuống, banh kích ngay bên chân chung nhạc, khiến cho đá núi không ngừng vỡ nát. Thần ma nổi giận, thiên tượng đại biến. Trung Sơn Thị, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Diêm ma ha quát lớn một tiếng. Sắc mặt chung nhạc không đổi, thở dài một tiếng, vuốt đầu tiểu hiên viên, than thở. Tộc trưởng, tông chủ, Đại tế ti của vạn tộc cũng đều hoài nghi ta làm sao có thể trở về, hoài nghi ta làm cách nào chạy thoát khỏi sự truy sát của côn tộc. Lẽ nào không một người nào hoài nghi Tôn Ma thần Diêm Ma Ha này làm thế nào còn sống chạy thoát khỏi cung tinh sao? Ta, các ngươi có thể hoài nghi, lẽ nào Diêm Ma Ha lại không thể hoài nghi sao? Diêm Ma Ha, ta hoài nghi ngươi cấu kết với côn tộc, ngươi có biết tội của ngươi không? Sắc mặt Diêm Ma Ha cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười nói: Ta vốn dĩ còn có chút do dự đối với việc giết chết ngươi và tiêu diệt kiếm môn, nhưng hiện tại kẻ nào dám ngăn cản ta, ta liền giết kẻ đó. Toàn thân hắn phát ra ma khí ngập trời, đằng đằng sát khí. Ma thần nổi giận, thiên địa đại biến, rốt cuộc chuẩn bị thống hạ sát thủ với Chung Nhạc và kiếm môn. Chém hắn. Chung Nhạc mỉm cười nói với tiểu hiên viên một tiếng. Tiểu hài tử trong ngực hắn giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Di Ma Ha, thanh âm non nớt kêu lên. Tiện tiện, chém hắn. Tiện tiện tất cả mọi người trên kiếm môn sơn nhất thời ngẩn ra tiện tiện cái gì thanh thần kiếm bên cạnh tiểu hiên viên đột nhiên đón gió tăng vọt chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh thần kiếm sáu bảy mươi dặm toàn thân lan tỏa hoàng uy chém thẳng về phía di ma ha sắc mặt di ma ha kịch biến kiếm quan nháy mắt đã lâm thể thanh kiếm này chính là thần binh hoàng cấp là thần binh do đích thân nhân hoàng luyện chế nhân hoàng vẫn còn tại thế kiếm uy ngập trời căn bản không cần tiểu hiên viên thôi động một kiếm liền hoàn toàn phong tỏa nguyên thần của hắn khiến cho hắn không đường để trốn không lối để chạy đây là sát cơ không cùng lực lượng không cùng vĩ lực khủng bố căn bản không phải hắn có khả năng chống cự chung sơn thị dừng tay từ phía tây đột nhiên truyền tới thanh âm của một tôn thần minh chỉ thấy phía tây thần quan sao động không ngờ lại có từng tôn từng tôn thần minh tây hoang đang cực nhanh phóng về phía này từ xa xa hết lớn trong thanh âm mang theo ý uy hiếp nếu ngươi giết hắn liền thật sự đối địch với cả thiên hạ đúng lúc này phần đỉnh đầu Di Ma Ha đột nhiên sốc lên chỉ thấy trong sọ não hắn có một tôn côn thần nho nhỏ đang ngồi ngay trước khi kiếm quan chém tới đã vội vàng vỗ cánh bay đi trong sọ não của Di Ma Ha nửa điểm não tương cũng không còn rõ ràng là đã bị tôn côn thần kia ăn sạch sẽ ký sinh bên trong sọ não của hắn mấy tôn thần minh đang phóng tới kia nhất thời kinh ngạc chỉ thấy tôn côn thần này vỗ cánh bay đi rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng Di Ma Ha vậy mà thật sự đã bị côn tộc ký sinh rồi. Trung Nhạc cũng kinh ngạc ngây người, có chút không kịp dự liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn côn thần kia bỏ chạy. Hắn ngược lại cũng không phải là nghĩ tới Diêm Ma Ha đã bị côn tộc ký sinh, mà chỉ là thuần túy nhìn Diêm Ma Ha khó chịu, chỉ dự định để tiểu hiên viên thôi động thanh thần kiếm kia, chém tôn ma thần này một cái, cấp cho hắn một bài học mà thôi. Không nghĩ tới một kiếm này vậy mà có thể ép con côn tộc đang ký sinh trong đầu Diêm Ma Ha kia đi ra, khiến cho nó không thể không bỏ chạy. Nếu như tôn côn thần này có thể lớn gan hơn một chút, trốn trong đầu của Di Ma Ha chết sống cũng không đi ra, chỉ cần chống đỡ qua một kiếm này, mấy tôn thần Minh Tây hoang kia sẽ kịp chạy tới, ngăn cản Chung Nhạc. Trung Nhạc tự nhiên sẽ không kinh người quá đáng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại lo lắng tính mạng của chính mình, lập tức xốc lên sọ não của Di Ma Ha bỏ chạy, ngược lại đã bại lộ chính mình. thật ra Trung Nhạc vốn dĩ cũng có chút nghi hoặc, không ngờ có thể có tới hai tôn thần ma chạy thoát từ trong vây công của đám côn thần cung tinh. đám côn thần tiến hành mai phục ở trong thông đạo Huyền băng, Nơi đó chính là một cái bẫy rập tuyệt sát, tất nhiên là có rất nhiều công thần, mẫu thần thủ ở nơi đó. Di Ma Ha và một tôn thần minh khác lại có thể chạy thoát, chuyện này vốn dĩ rất đáng hoài nghi. Chỉ là, cho dù là Trung Nhạc, trong nội tâm cũng không có gan lớn như vậy mà đi hoài nghi thần ma. Vừa rồi hắn bị Di Ma Ha bước tới gấp cáp, lúc này mới khiến cho Tiểu Hiên Viên chém hắn. Không ngờ một kiếm này lại thật sự chém ra một tôn cung thần. Vù! Lúc này, mấy tôn thần minh đang chạy tới kia đã tỉnh ngộ lại lập tức phi thân lên, đuổi theo truy sát tôn côn thần kia. Trên kiếm môn sơn, đầu lĩnh các tộc cũng bị dọa tới mức mất hồn mất vía. Một là bị thanh thần kiếm kia của tiểu hiên viên hù dọa, hai là bị chân diện mục của ma thần diêm ma ha hù dọa. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều không thể dự liệu, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không ngờ vừa rồi một tôn côn thần đang đứng sừng sững ngay bên cạnh bọn họ. Nếu tôn côn thần này đột nhiên thống hạ sát thủ. Không ngờ các vị sư huynh lại cấu kết với côn thần, ý đồ mưu hại kiếm môn ta. Sắc mặt chung nhạc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đầu lĩnh các tộc, sắc mặt bất thiện. Trên không trung kiếm môn sơn, từng kiện từng kiện thần binh, ma thần binh sao động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng oanh xuống, giết chết tất cả bọn họ. Hiện tại, hắn đã có đầy đủ lý do diệt trừ sạch sẽ đám đầu lĩnh các tộc, tàn sát không còn một tên. Trong lòng hắn cũng đang rụt rịch xúc động, đã động sát cơ. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo đám đầu lĩnh các tộc liên thủ với côn thần tạo áp lực về phía kiếm môn, chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, cũng có thể chuyện nhỏ biến lớn, dựa vào đó mà giết chết hết thảy đầu lĩnh các tộc. Đầu lĩnh các tộc đều đã chết ở kiếm môn, như vậy tương lai nhân tộc cuộc khởi sẽ bớt đi không biết bao nhiêu lực cản. Hơn nữa, mặc dù làm ra loại sự tình này, hắn cũng là có tình có lý. Hắn là chân chân chính chính muốn giết chết hết thảy đầu lĩnh các tộc. Đột nhiên, Thủy Tử An chợt truyền âm, nói. Trung trưởng lão, nhẫn nại một chút, nhân tộc ta không có thần minh tỏa trấn, vẫn chưa động được bọn họ. Sắc mặt chung nhạc âm tình bất định, nhãn mâu lúc sáng lúc tối. Hắn hiểu rõ ý tứ của Thủy Tử An. Nhân tộc không có thần minh tỏa trấn, mà trên tổ tinh vẫn còn có thần ma tại thế, tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để khai chiến với các tộc khác. Hơn nữa, thanh thần kiếm kia của tiểu hiên viên đối phó một hai tôn thần ma ngược lại còn có thể. Nhưng các tộc khác cũng có thần ma trấn thủ, thậm chí còn có thánh khí trấn tộc. Mặc dù thánh khí trấn tộc không thể so với hiên viên kiếm, nhưng ngăn cản hiên viên kiếm một hồi thì vẫn có thể làm được. Chỉ cần hiên viên kiếm bị ngăn cản, chỗ dựa lớn nhất của kiếm môn bị ngăn cản, kiếm môn liền nguy hiểm rồi. Chỉ là, hắn thật sự không muốn cứ như vậy từ bỏ cơ hội trời cho này. Trong lòng đám người hạ tông chủ, côn đại tiên sinh, phong vô kỵ cũng đều lo lắng bất an. Kim đỉnh kiếm môn sơn gió mây phiêu diêu, không khí vô cùng áp lực. Hiện tại, tính mạng của tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào một ý niệm của chung nhạc loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Nếu Chung Nhạc chịu bỏ qua chuyện này, vậy thì cũng thôi. Nhưng chỉ cần Chung Nhạc ra lệnh một tiếng, tất cả bọn họ sẽ liền máu nhụn kiếm môn sơn. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, thiên tượng tối sầm, mây đen bao phủ dày đặc, cùng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Sắc mặt hắn sáng lên, thiên tượng chuyển sáng, gió tan mây tản, mặt trời cao chiếu. Một màn này khiến cho đám đầu lĩnh các tộc kinh hồn tán đảm, lo lắng bất an. Đột nhiên, Thần uy cuồn cuộn từ trên thiên không buông xuống. Từng tôn từng tôn thần minh, ma thần hàng lâm kim đỉnh kiếm môn sơn. Sáu tôn thần ma chậm rãi hạ xuống, pháp tướng vô biên, đứng sừng sững trên cao. Toàn thân bọn họ thần quang ma quang sao động, thần khí ma khí phiêu diêu, có một loại khí tượng tôn nghiêm bao trùm trên chúng sinh. Đầu lĩnh các tộc đều thở vào nhẹ nhõm, nhao nhao hạ bái, cung kính nói: Bái kiến các vị tôn thần, tôn ma. Đứng lên đi. Sáu tôn thần ma từ từ giơ tay lên, nói: không cần đa lễ quyền môn chủ kiếm môn chung sơn thị trong lòng đám người trên dưới kiếm môn nhất thời lo lắng bất an vừa rồi sáu tôn thần ma này đuổi theo truy sát tôn côn thần kia lúc này lại đột nhiên vòng trở lại không biết là có tính toán gì không sắc mặt chung nhạc bình tĩnh như thường không người nói đệ tử ở đây xin hỏi các vị tôn thần tôn ma tôn côn thần kia đâu rồi đã chạy mất rồi chúng ta đuổi không kịp hắn một tôn thần minh tây hoang lắc đầu than thở trên tổ tinh ta còn có một tôn mẫu thần ẩn nấp vừa rồi tôn mẫu thần kia đột nhiên xuất thủ tiếp dẫn tôn côn thần kia đi rồi trung sơn thị chuyện hôm nay vốn là đầu lĩnh các tộc đối lý còn xin tiểu hữu cấp cho một chút thể diện không cần lại tính toán việc này bản ý của bọn họ cũng là suy nghĩ cho sinh linh tổ tinh ta chỉ là bị di ma ha mê hoặc không thể trách bọn họ trung nhạc khách khí nói tôn thần nói quá lời vừa rồi ta suy nghĩ cẩn thận biết rõ bọn họ chỉ là bị mê hoặc mà thôi hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải, ta cũng là trong lòng tràn đầy vui mừng, làm gì có ý khó xử các vị sư huynh chứ. Về phần tính toán, vậy thì càng là ngàn vạn lần không dám. Ha ha ha, các vị sư huynh, các ngươi nói có phải không? Sắc mặt đám người côn đại tiên sinh, sư bất dịch âm trầm, cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Tin ngươi mới có quỷ. Vừa rồi ngươi rõ ràng là muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết chúng ta, muốn hắt cái chậu phân cấu kết côn thần côn tộc lên trên đầu thi thể chúng ta, chỉ là chưa kịp thực hiện mà thôi. Cung thần Minh Tây Hoang kia khẽ gật đầu, nói: "Trung Sơn thị nói không sai. Cung thần tác loạn, vạn tộc tổ tinh chúng ta cần phải đồng khí liên chi, buông xuống ân oán lẫn nhau mới có thể đối kháng bọn chúng. Nếu Trung Sơn thị đã chịu buông xuống ân oán, các ngươi còn không nói lời cảm ơn." Trong lòng đám người sư bất dịch, phong vô kỵ 100 lần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên, chân thành tạ ơn Trung Nhạc. Ánh mắt Trung Nhạc chấp động, thản nhiên tiếp nhận tạ ơn của đầu lĩnh các tộc, đột nhiên nói. Nhân tộc ta bị các tộc hiểu lầm, vây công kiếm môn sơn, muốn giết ta vị đại thần có công này. Giết ta ngược lại cũng không sao, nếu có thể dùng tính mạng của ta đổi lấy bình an cho đại hoang, ta bị bọn họ giết chết có cái gì không được. Nhưng quan trọng là, kiếm môn ta suýt chút nữa bị diệt môn, nhân tộc ta suýt chút nữa bị diệt tộc. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, chỉ chân thành tạ ơn cũng không được, còn cần phải đền bù. Bằng đại tiên sinh nhất thời giận dữ quát lớn. Trung Sơn Thị, ngươi không cần quá phận. Vây công kiếm môn Sơn. Lời như vậy ngươi cũng có thể nói ra miệng sao. Ngươi còn có mặt mũi đòi đền bù. Không biết xấu hổ. Trúc Dung Nhan Thâm cũng là không nhịn được, nói. Trung Sư Đệ, ngươi nói chuyện tốt xấu cũng suy tính một chút da mặt của chính mình a. À. Rõ ràng là ngươi sử dụng nhiều thần binh, ma thần binh như vậy uy hiếp chúng ta, muốn một lưới bắt hết tất cả chúng ta. Công thần Minh Tây Hoang kia cũng khẽ nhíu mày, hỏi. Trung Sơn thị, ngươi muốn đền bù gì? Nhớ kỹ, không được đòi hỏi quá đáng. Trung Nhạc không người nói. Nhân tộc ta có công với tổ Tinh, nhưng hiện tại trong các tộc vẫn còn có nhân tộc ta làm nô. Một tộc có công làm sao có thể bị đối đãi như vậy? Còn xin tôn thần hạ lệnh, để cho các tộc giao ra nhân tộc, đưa tới trong đại hoang. Sư Bất Dịch khẽ nhíu mày, nói: "Nhân tộc trên lãnh địa chúng ta là gia súc do chúng ta nuôi, chính là gia tài của chúng ta, há có thể giao cho ngươi?" Tôn thần Minh Tây Hoang kia lại nhíu mày một cái, nói: "Trung Sơn thị, không có khả năng giao toàn bộ nhân tộc cho ngươi. Các tộc chỉ có thể giao cho ngươi trăm vạn khẩu, xem như an ủi kiếm môn ngươi, nhiều hơn không được." Trung Nhạc cười lấy lòng, nói: "Tôn thần, trăm vạn quá ít, cầm không đầy tay, ít nhất cũng ngàn vạn khẩu." Khóe mắt Tôn thần Minh Tây Hoang kia khẽ nhảy lên một cái. Toàn bộ nhân tộc trong Đại Hoang tổng cộng cũng chỉ khoảng chừng ngàn vạn người, không ngờ Trung Nhạc một hơi liền đòi đền bù ngàn vạn nhân khẩu. Thật sự là công phu sư tử ngoạm Hắn lập tức lắc đầu, nói 200 vạn khẩu, không thể nhiều hơn 900 vạn khẩu Trung nhạc trơ mắt nhìn hắn, nói Công thần Minh Tây Hoang kia cảm thấy buồn cười, quát lớn Ngươi ngược lại dám cò kè mặt trả với ta Ta nói 200 vạn khẩu chính là 200 vạn khẩu, không thể thay đổi Trung nhạc lúng ta lúng túng nói Nếu đã như thế, vậy thì 290 vạn khẩu A Công thần Minh Tây Hoang kia bật cười lắc đầu nói. Cũng được. Lại cấp cho ngươi thêm 90 vạn khẩu. Ngươi đã đáp ứng, liền không thể lại gây chuyện thị phi, nhắc lại chuyện cũ nữa. Trung nhạc liên tục gật đầu. Tôn thần Minh Tây Hoang kia liếc nhìn về phía đầu lĩnh các tộc, nói. Bản thân các tộc các ngươi thương nghị một chút, mỗi tộc ra bao nhiêu nhân khẩu, sau đó lập tức đưa tới đại hoang. Đầu lĩnh các tộc lòng như đau cắt, lại không dám phản đối, chỉ có thể mở miệng xưng vân. Côn đại tiên sinh và bằng đại tiên sinh liếc nhìn nhau một cái, Đánh bạo nói: "Côn thần, cung bằng thần tộc ta cũng không có nuôi dưỡng nhân tộc, có phải sẽ được miễn hay không?" Côn thần Minh Tây Hoang kia thản nhiên nói: "Cung bằng thần tộc các ngươi có thể dùng tiền tài bảo vật đi các tộc khác mua một đám nhân tộc." Côn đại tiên sinh và bằng đại tiên sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu xưng vân. Trong lòng chung nhạc cảm thấy mỹ mãn, đột nhiên nói: cung thần, thần ma từ cung tinh còn sống trở về tổng cộng có hai vị, một vị là Diêm Ma Ha đã bị côn thần ký sinh, một vị còn lại là ai?" Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả tồn tại ở đây nhất thời căng thẳng. Tôn thần minh còn lại chính là ta." Một đạo thanh âm già nua vang lên. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão đầu quét rác chưa càng thần tộc kia cất bước đi tới, đắp xuống trên kiếm môn sơn. Đám người nhất thời sợ hãi. Lão đầu quét rác chưa càng thần tộc kia lại vô cùng thản nhiên nói: "Ta cùng với Di Ma Ha còn sống trở về, bị các vị hoài nghi cũng là đương nhiên. Các vị, ta tế khởi nguyên thần, mở rộng bí cảnh." các ngươi có thể tùy ý dò xét. Nếu ta quả thật bị côn tộc ký sinh, các vị cứ việc xuất thủ đánh chết ta. Dứt lời, lão giả này tế khởi nguyên thần thuần dương của chính mình, mở rộng bí cảnh nguyên thần, mặc cho tất cả mọi người quan sát dò xét. Lão giả này nhìn về phía chung nhạc, nói. Trung tiểu hữu, có thể mượn thần kiếm của kiếm môn ngươi dùng một lát không? Trung nhạc lấy ra đại tự tại thần kiếm, nói. Tiền bối, xin mời. Lão giả này cầm lấy đại tự tại thần kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái sau gáy chính mình xốc lên sọ não chính mình lộ ra não tương trắng bóng nóng hầm hập lại rạch một cái trên lồng ngực tách ra xương sườn lộ ra trái tim đang đập thình thịch hắn lại tách ra huyết nhục tứ chi lột ra túi da chính mình nhất nhất bày ra trước mặt đám người công thần minh tây hoang này hành sự quan minh lỗi lạc cơ hồ lột sạch chính mình để cho chúng thần kiểm nghiệm đám người chung nhạc ngược lại cũng không có gì vẫn chưa tu thành thuần dương không nhìn ra bao nhiêu manh mối mà sáu tôn thần ma còn lại thì có thể nhìn cẩn thận rõ ràng Nếu lão giả quét rác này thật sự đã bị côn thần ký sinh Tất nhiên sẽ không thể gạt được bọn họ Sau một lúc lâu, một tôn thần minh cười nói Cửu một sư huynh cũng không có vấn đề Còn xin thu hồi nguyên thần lại thôi Ở trước mặt tiểu bối làm như vậy Chính là tự hạ thân phận, sư huynh thật sự chịu buông bỏ A à. Lão giả quét rác thu hồi lại nguyên thần Khép lại sọ não chính mình, lắp lại huyết nhục bị mở ra Tiếp nối lại xương sườn mặc lại túi da nói thần minh cũng cần phải tự chứng trong sạch làm sao có thể qua loa chuyện này tới đây kết thúc từng tôn từng tôn thần ma lần lượt rời đi năm vị tông chủ long tộc vốn dĩ nhìn thấy diêm ma ha tới đây đã sớm dừng bước lại hiện tại nhìn thấy một màn này kết thúc cũng liền nói lời từ giả trung nhạc cười nói các vị sư huynh không tiễn. dừng chân dừng chân a năm vị tông chủ long tộc liên tục khách khí dứt lời liền vội vội vàng vàng rời đi. Đám đầu lĩnh các tộc khác cũng nhao nhao đứng dậy, ảo não rời đi. Có kẻ e ngại mặt mũi, nói lời từ giả với Trung Nhạc và Thủy Tử An, có kẻ da mặt quá mỏng, đơn giản thừa dịp hỗn loạn chạy mấy. Không bao lâu, đầu lĩnh các tộc tới đây vấn tội đã rời đi bảy tám phần. Thánh tộc trưởng Diêm Ma thánh tộc tiến lên, cười bồi nói. Trung trưởng lão, thân thể lão tổ tộc ta. Lão tổ mà trong miệng hắn vừa nói, dĩ nhiên là chỉ Diêm Ma ha. Di đã chết, nhưng thi thể Di Ma Ha tuyệt đối là bảo vật không tầm thường, cho nên Thánh Tộc trưởng Di Ma Thánh Tộc cũng không thể không mặc dày tới đây đòi lại. Đây là bảo vật của kiếm môn ta. Chung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Thánh Tộc trưởng đầy mặt tươi cười nói. Chung trưởng lão nói đùa rồi. Công ma xuất thân từ Di Ma Thánh Tộc ta, hắn là ma thần của Di Ma Thánh Tộc ta. Thánh Tộc chúng ta cần phải nên đón thi thể hắn trở về, ngày đêm cung phụng tế bái. Hiện tại đã là của kiếm môn ta rồi. Trung nhạc lạnh nhạt nói. Thánh tộc trưởng ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói. Trung trưởng lão không cần kinh người quá đáng. Di ma thánh tộc ta chính là một trong bác đại thánh tộc của ma tộc, nội tình là ngươi không thể tưởng tượng nổi. Trung nhạc có chút kinh ngạc hỏi. Thánh tộc trưởng đời trước của bác bộ thánh tộc chính là do ta đích thân giết chết, lẽ nào di ma thánh tộc lại muốn đổi một vị thánh tộc trưởng khác sao? Sắc mặt thánh tộc trưởng di ma thánh tộc kịch biến, phất ống tay áo xoay người rời đi. Kiếm môn cuối cùng cũng thanh tịnh trở lại. Trung nhạc nhìn về phía thi thể Diêm Ma Ha. Chỉ thấy phần trên hộp sọ hắn đã bị sốc lên, nửa cái hộp sọ cực kỳ to lớn, giống như một cái nồi to lớn không cùng, rơi thẳng xuống chân núi kiếm môn sơn. Mà tôn ma thần này vẫn còn chưa ngã, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Cái hộp sọ này có thể luyện thành một cái bát đại hải A. Thủy tử An không dọa chết người thì không thôi, vừa mở miệng đã dọa chung nhạc tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy hai mắt thủy lão đầu sáng lên, lẩm bẩm, Bất luận dùng để đựng rượu hay là xem như hồn binh dùng để thu người, chỉ sợ đều là bảo bối nhất đẳng nhất. Vừa bị thu vào trong bát liền sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Chung nhạc không biết nói gì, lắc đầu nói: Đại trưởng lão, cái hộp sọ này vẫn là do ngươi xuất thủ luyện chế thành hồn binh a, còn cổ nhục thân này của Di Ma Ha, ngươi cũng thu luôn đi. Đúng rồi. Ma thần huyết thì lưu lại cho ta một chút, ta còn cần dùng để bồi dưỡng thần dược. Còn nữa, chỗ này của ta còn có một cái sát trắng hoặc là có thể luyện thành bảo vật không tầm thường gì đó. Hắn lấy thi thể xà thần xà văn cử ra, giao cho Thủy Tử An. Về phần ma thần huyết, hắn chính là đòi giúp đám thần dược Hồ Tam Ông. Hồ Tam Ông đi theo hắn một đường chịu khổ, bị hắn gặm sạch toàn bộ chùm lá sau gáy, cùng với 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, kể cả một cánh tay nữa. Sau khi chung Nhạc trở lại kiếm môn, đã lập tức trồng cây thần dược này vào trong thần thổ, để cho nó an dưỡng. Thần thổ chia cho Hồ Tam Ông nhiều gấp 10 lần thần thổ của những thần dược khác cái này khiến cho đám thần dược bản lam long quỳ hâm mộ không thôi ma thần huyết chất chứa linh tính cùng thần tính cực kỳ khổng lồ dùng để bồi dưỡng thần dược cũng có thể trợ giúp thần dược nhanh chóng diễn sinh hơn thủy tử an nhìn thấy thi thể của xà văn cử ánh mắt nhất thời dại ra thi thể tôn xà thần này thật sự quá lớn có thể quấn quanh kiếm môn sơn tới mấy vòng nếu luyện chế nó thành bảo vật sợ rằng sẽ là bảo vật cấp bậc thần binh lẽ nào tiểu tử này thật sự đã đánh chết một tôn thần minh o không o sau khi phong ba bình ổn lại, cũng không lâu lắm, các tộc đã cuồn cuộn không ngừng chuyển tới một nhóm lại một nhóm nô lệ nhân tộc. Thủy Tử An cùng với đám trưởng lão của trưởng lão hội bận rộn tới bận rộn lui, an bài lãnh địa cho đám nhân tộc này, cũng không ai tới quấy rầy Trung Nhạc. Thời gian này, Chung Nhạc tiếp tục nghiên cứu Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh. Quên tới mức ăn quên ngủ. Môn Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh này không chỉ là trận pháp truyền tống, đồng dạng cũng là một môn tâm pháp, công pháp. Theo hắn càng nghiên cứu tinh tế, cũng phát hiện càng nhiều tinh diệu hơn. Nghiên cứu càng sâu, sẽ càng phát giác môn công pháp này bác đại tinh thâm, tự hồ là vô cùng vô tận, đủ khiến cho hắn nghiên cứu cả cuộc đời. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc một môn công pháp thâm sâu khó lường như vậy. Trong những môn công pháp mà hắn từng tiếp xúc qua, cao thâm nhất cũng chỉ là thần ma thái cực đồ do bản thân hắn khai sáng ra. Bất quá, cho dù là thần ma thái cực đồ, so với vũ thanh trụ quan huyền kinh vẫn là thua kém cả ngàn vạn dặm không gian và thời gian chính là hai loại văn lộ đồ đằng phức tạp nhất khó thấu hiểu nhất nghĩ muốn hiểu rõ hai loại văn lộ đồ đằng này cần phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian tân hỏa vẫn là không tầm thường a tùy tiện lấy ra một môn công pháp cũng đều kinh người như vậy trong lòng chung nhạc không khỏi tán thán vũ thanh trụ quan huyền kinh có thể nói là một bộ phận tương đối quan trọng trong truyền thừa tân hỏa nhưng công pháp tương tự sợ rằng cũng không phải số ít nếu thật sự đạt được toàn bộ truyền thừa tân hỏa như vậy sẽ kinh người tới mức nào. Trong vũ thanh trụ quan huyền kinh còn có rất nhiều loại thần thông công kích, nhưng những thần thông công kích này lại có yêu cầu phi thường cao đối với pháp lực cùng cảnh giới. Trung nhạc đoán chừng đây đều là thần thông thần cảnh, cần có chuỗi văn lộ đồ đằng thần cấp giao thoa mới có thể xây dựng thành, chỉ khi nào hắn tu luyện tới cảnh giới nguyên thần thuần dương mới có thể thi triển ra được. Trời ạ! À! là thần thông chỉ có nguyên thần thuần dương mới có thể thi triển. Trung nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy, triệt triệt để để bị hù dọa. Thần thông của môn công pháp này yêu cầu thật sự quá đáng sợ rồi, trước khi tu thành nguyên thần thuần dương căn bản đừng nghĩ sử dụng được. Có thể nhìn nhưng không thể dùng. Đúng là biến thái. Trong lòng Chung Nhạc cực kỳ phẫn hận. Hiện tại hắn đã tu luyện tới pháp thiên cảnh, tu thành cực cảnh thiên địa tá pháp, đã bắt đầu cảm ngộ chân linh. Vì nghiên cứu Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, khiến cho hắn đã đi chút đường vòng, lãng phí thời gian đi nghiên cứu một môn tuyệt học hiện tại không thể sử dụng. Bất quá Vũ Thanh trụ quan huyền kinh vẫn là cực kỳ hữu ích. Hắn nghĩ muốn tu thành chân linh, trước tiên nhất định phải tu thành chân linh nguyệt linh và chân linh nhật linh, luyện nguyên thần tinh thiềm và nguyên thần kim ô thành chân linh trước, sau đó mới có khả năng luyện nguyên thần phục khi thành chân linh. Mà muốn tu luyện nguyên thần tinh thiềm và nguyên thần kim ô thành chân linh, biện pháp nhanh nhất chính là đi tới phụ cận mặt trăng và thái dương tiến hành cảm ngộ. Tinh thông Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, bố trí trận pháp truyền tống sẽ khiến cho hắn có được năng lực bay ra khỏi tổ tinh, có thể tu thành chân linh cảnh càng nhanh hơn. Ta đã có nguyệt hạch trong tay, không cần leo lên mặt trăng, sẽ có thể luyện nguyên thần tinh thiềm thành chân linh. Bất quá, ta cần phải đi phụ cận Thái Dương một chuyến. Trong lòng Trung Nhạc suy tư, đưa ra chủ ý. Ừm. Hiện tại liền bế quan trước, luyện nguyên thần tinh thiềm thành chân linh, sau đó mới truyền tống ra khỏi tổ tinh, đi tới phụ cận Thái Dương luyện nguyên thần kim ô thành chân linh. Tiện nghi cho Long Nhạc rồi, hắn sẽ tu thành chân linh cảnh trước ta và ba tuần một bước trở thành một gã cự bá yêu tộc sau đó chung nhạc liền bế quan tìm tu ngày đêm cảm ngộ nguyệt linh o không o vào lúc này sư bất dịch đã trở lại hắc sơn hãm không thánh thành sắc mặt âm tình bất định trong lòng thầm tính toán tu vi tiến cảnh của tiểu tử chung sơn thị này thật sự đáng sợ hơn nửa lòng dạ còn thâm sâu khó lường trận hình lớn như vậy cũng có thể bị hắn ung dung hóa giải không thương tổn nổi nửa phần nguyên khí của kiếm môn và nhân tộc đông hoang ta sát bên cạnh đại hoang có người hàng xóm đáng sợ như thế này, khiến cho ta đứng ngồi không yên a. À. Minh vương thần nhãn. Ta cần có minh vương thần nhãn hoàn chỉnh. Trong mắt con sư tử chính đầu này lóe lên quang mang lúc sáng lúc tối, lẩm bẩm. Không có minh vương thần nhãn, ta căn bản khó có thể đột phá được một bước cuối cùng, tu thành yêu thần. Long nhạc, đệ tử quan môn của ta, ta vốn dĩ dự định đợi ngươi tu thành cự bá chân linh cảnh, mới giết ngươi cướp mắt. Hiện tại tiểu tử Trung Sơn thị kia tinh tiến thần mãnh như vậy, xem ra ta đợi không tới được ngày ngươi tu thành chân linh cảnh rồi. Mục đích ban đầu của hắn là ít nhất cũng phải chờ tới lúc Long Nhạc tu thành chân linh mới móc đi minh vương thần nhãn của Long Nhạc. Tu vi của hắn hiện tại là thông thần cảnh, dùng thần nhãn cấp bậc cử bá chân linh cảnh, áp lực mà thần nhãn phải gánh chịu sẽ rất lớn, có tỷ lệ thất bại nhất định. Bất quá, chỉ cần sư bất dịch chuyên cần khổ luyện, cuối cùng cũng sẽ có thể đề thăng thần nhãn lên tới đẳng cấp thông thần cảnh mà nếu thời điểm Long Nhạc vẫn còn là pháp thiên cảnh đã móc đi con mắt của hắn, như vậy tỷ lệ thất bại sẽ cực cao. Chỉ là hiện tại nhân tộc đã cuộc khởi, từ từ thịnh vượng lên. Lần này Trung Nhạc dễ dàng hóa giải một trận âm mưu nhằm vào nhân tộc, hơn nữa còn mò được một chỗ tốt thật lớn, khiến cho trong lòng sư bất dịch sinh ra cảm giác uy hiếp và cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên hắn không kịp đợi tới lúc Long Nhạc tu thành chân linh. Tư chất của hắn cũng là siêu quần bạc tụy, chỉ là yêu thần Minh Vương Quyết không trọn vẹn, không được đầy đủ vì thế nên không thể càng tiến thêm một bước lúc trước khi đánh một trận với phong thường lại càng bị phong thường bắt lấy điểm sơ hở trong công pháp của hắn phá vỡ chân thân minh vương của hắn mà chỉ cần đạt được minh vương thần nhãn bổ toàn lại công pháp yêu thần minh vương quyết của hắn sẽ lập tức hoàn mỹ vô khuyết không còn sơ hở hắn vẫn còn trẻ tu thành nguyên thần thuần dương thành tựu yêu thần cũng là ở trong tầm tay thanh sơn sư đệ long nhạc của ngươi đâu rồi sư bất dịch lấy ra đồ đằng trụ không liên lạc được với long nhạc không khỏi khẽ nhíu mày quay sang hỏi lưu thanh sơn lưu thanh sơn không người cung kính nói bẩm sư tôn cách đây không lâu long nhạc sư đệ nói chính mình đột nhiên có cảm ngộ tự hồ muốn đột phá tu thành chân linh rồi cho nên đang tiến hành bế quan sư tôn tìm hắn có chuyện gì long nhạc sắp sửa tu thành chân linh rồi sư bất dịch nghe vậy liền mừng rỡ nhịn không được bật cười ha hả không ngừng gật đầu nói tốt tốt ta thật sự đã thu được một đệ tử tốt a không ngờ nhanh như vậy đã sắp sửa tu thành chân linh rồi. Trong lòng hắn vui mừng vô hạn. Vừa rồi hắn còn định lập tức móc đi minh vương thần nhãn của Long Nhạc, hiện tại nhất thời liền bỏ đi cái ý niệm này. Thật sự thượng thiên cũng chiếu cố yêu tộc ta a. À. Yêu thần minh vương quyết của ta rốt cuộc đã có thể hoàn mỹ vô quyết rồi. Hắn nhìn về phía Lưu Thanh Sơn, cảm khái nói: Thanh Sơn, trong các đệ tử của Vi sư, hiện tại chỉ còn lại có ngươi và Long Nhạc mà thôi. Đại sư Huynh Thanh Vân của ngươi đoán chừng đã chết trên cung tinh hai vị sư tỷ của ngươi cũng đã chết sớm, bởi vậy vi sư chỉ còn lại có một mình ngươi. Chỉ có ngươi mới một lòng trung thành và tận tâm với vi sư. Tương lai, y bác của vi sư tất nhiên sẽ giao cho ngươi kế thừa. Lưu Thanh Sơn nơm nớp lo sợ, vội vàng không người nói. Sư tôn, tư chất và tài hoa của Long nhạc sư đệ cao hơn ta gấp trăm lần. Ngữ khí sư bất dịch tràn ngập ý vị nói. Hắn. Hắn là nửa long nửa yêu, có quan hệ không nhỏ với long tộc. Đệ tử của vi sư, từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngươi bảo tọa của vi sư cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể ngồi lên ta họ sư tên bất dịch làm sư phó không dễ cả đời ta thu nhận rất nhiều đệ tử kết quả là vậy mà chỉ có một mình ngươi trung thành và tận tâm với vi sư thanh sơn ngươi không cần phụ sự kỳ vọng của vi sư đối với ngươi lưu thanh sơn quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu nức nở nói đệ tử thẹn với sự bồi dưỡng của sư tôn sư bất dịch cười ha hả đỡ hắn đứng lên nói Ngươi minh bạch sự khổ tâm của vi sư thì tốt rồi. Đứng lên đi. Long nhạc lòng lan dạ sói, là gian tế của long tộc cắm vào yêu tộc ta. Nếu hắn tạo phản, ngươi biết rõ chính mình nên làm như thế nào a? À? Lưu Thanh Sơn mạnh mẽ gật đầu, lớn tiếng nói. Cái mạng này của đệ tử chính là của sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi để đền đáp ơn tài bồi của sư tôn. O không o. Bốn tháng sau, Trung Nhạc đã luyện Nguyệt Linh thành chân linh, luyện thành nguyên thần chân linh lục mục tinh thiềm. Cơ hồ cũng ngay thời điểm này, Long Nhạc cũng tuyên bố xuất quan, trở thành cự bá chân linh cảnh trẻ tuổi nhất yêu tộc. Sư bất dịch lập tức triệu kiến Long Nhạc tới Hắc Sơn hãm không thánh thành. Long Nhạc nhận được tin tức này, lập tức lên đường chạy tới Hắc Sơn. Thời điểm cách Hắc Sơn khoảng chừng hai ba vạn dặm, Long Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy sư bất dịch đang đứng trên đỉnh một ngọn núi hoang, hai tay chắp sau lưng lẳng lặng đứng đó. Ngữ khí Long Nhạc kinh ngạc hỏi, Sư tôn không phải là muốn ta tới hãm không thánh thành bái kiến sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bốn phía ngọn núi hoang này cực kỳ hoang vu, không có bóng dáng bất cứ yêu tộc nào, hoàn toàn là một mảnh địa phương hoang liêu. Không trung tinh không vạn dặm, chỉ có mấy đám mây trắng thông thả. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sư bất dịch đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, tự hồ hòa làm một thể với thiên địa. Đồ nhi ngoan, ngươi thật sự đã tu thành chân linh rồi sao? Vi sư vừa nghe được tin tức này, trong lòng liền vô cùng an ủi cảm thấy đã có kẻ kế tục hận không thể lập tức nhìn thấy ngươi cho nên vi sư liền không ngại đường xa vạn dặm chạy tới vừa vặn ở chỗ này gặp được ngươi sư bất dịch khẽ mỉm cười ánh mắt nóng bỏng đồ nhi ngoan ngươi mau mau tế khởi chân linh để cho vi sư nhìn một chút a à. long nhạc đảo mắt quan sát bốn phía không vội tế khởi chân linh của chính mình mà nghi hoặc hỏi vì sao sư tôn lại xuất hiện ở chỗ này sư bất dịch khẽ di một tiếng mỉm cười nói vì sao vi sư không thể xuất hiện ở chỗ này long nhạc thành thành thật thật nói nơi này thật quá hoang liêu phụ cận ngàn dặm cũng không có bất cứ bóng dáng yêu tộc nào sư tôn xuất hiện ở nơi này khiến cho đệ tử cảm thấy có chút không ổn sư bất dịch mỉm cười hỏi có cái gì không ổn long nhạc lưng đeo lão nhận không người nói đệ tử lo lắng sư tôn sẽ bất lợi với đệ tử nhưng có khả năng là đệ tử đa nghi a à. chẳng biết tại sao đệ tử nhìn thấy sư tôn xuất hiện ở đây liền sinh ra một loại cảm giác bất tường sư bất dịch cười ha hả long nhạc ngươi quá đa nghi quá cẩn thận rồi ngươi tu thành cử bá vi sư vì ngươi cao hứng còn không kịp làm sao lại động tâm tư khác với ngươi chứ đệ tử có khả năng đã suy nghĩ nhiều a à? nếu sư tôn muốn nhìn chân linh của ta như vậy mời sư tôn xem thân thể hắn khẽ lay động sau lưng một tôn thần nhân sáu mắt chậm rãi bay lên tôn thần nhân này sáu mắt ba chân chiều cao tới ngàn trượng sau lưng bay lên một phần minh nguyệt nguyệt quang chiếu rọi như nước ngay sau đó lại là một phần minh nguyệt nữa bay lên liên tiếp xuất hiện sáu phần minh nguyệt giống như minh nguyệt trên không trung đã rơi xuống tổ tinh vậy sư bất dịch ngưng mắt nhìn lại trong lòng không khỏi đại hỷ khen ngợi quả nhiên là chân linh đồ nhi ngoan ngươi lại thôi động yêu thần minh vương quyết thử xem long nhạc cũng không có trả lời lặng yên thôi động yêu thần minh vương quyết nhục thân hắn đại biến đã dung hợp nguyệt linh với thân thể yêu thần minh vương hóa thành yêu thần minh vương ba chân sáu mắt tám cánh tay toàn thân phát ra khí thế ngập trời cùng với chân linh sau lưng chiếu rọi lẫn nhau đột nhiên sáu mắt hắn trọng điệp lại hóa thành một khỏa thần nhãn lại có thêm hai khỏa nhãn mâu nữa mở ra trong con mắt trung ương chất chứa thần quang sáng ngời sư tôn có hài lòng không long nhạc mỉm cười hỏi sắc mặt sư bất dịch tươi cười vỗ tay thở dài nói hài lòng hài lòng không uổng công vi sư dốc lòng chỉ dạy ngươi nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc cũng tu thành đại khí hiện tại cũng đã tới lúc vi sư thu hoạch rồi sư tôn muốn con mắt này của đệ tử long nhạc đột nhiên bật cười hỏi trong lòng sư bất dịch cả kinh trong mắt lộ ra thần sắc thú vị không ngờ ngươi cũng biết rõ ta bồi dưỡng ngươi thật ra là vì muốn con mắt này của ngươi long nhạc khẽ mỉm cười tất bước đi lên đỉnh núi thản nhiên nói ngay khoảnh khắc đệ tử lấy được yêu thần minh vương quyết liền đã biết dụng tâm bất lương của sư tôn rồi. Yêu thần Minh Vương quyết của sư tôn có sơ hở cực lớn, thiếu khuyết văn lộ đồ đằng của Minh Vương thần nhãn, không thể chỉnh hợp khí huyết toàn thân. Mà hết lần này tới lần khác, khí huyết của yêu thần Minh Vương quyết vô cùng dồi dào, cần phải hội tụ lại trong thần nhãn, hóa thành thần quang trong mắt. Sư tôn thiếu mất khỏa thần nhãn này, tự nhiên sẽ theo tu vi càng cao mà khuyết điểm càng lớn. Sắc mặt sư bất dịch khẽ động, nhìn hắn dần dần tới gần, nhàn nhạt hỏi, nếu ngươi đã biết rõ mục đích của ta chính là con mắt của ngươi, vì sao ngươi còn dám tới gặp ta? Long Nhạc cùng hắn đứng đối diện nhau trên đỉnh núi, thản nhiên cười nói. Sư Tôn Đại Khái còn không biết, lần trước ngươi bị môn chủ kiếm môn đánh trọng thương, phá đi chân thân Minh Vương, thật ra chính là ta nói cho môn chủ kiếm môn biết khuyết điểm trong công pháp của ngươi, để cho hắn phá vỡ chân thân của ngươi. Con ngươi sư bất dịch đột nhiên co rút lại, nhìn chầm chầm Long Nhạc, sau lưng đột nhiên hiện ra hư ảnh cửu đầu sư tử, 18 con mắt cùng nhau nhìn về phía Long Nhạc phá vỡ chân thân của ngươi, ta mới có cơ hội cuộc khởi. Long nhạc tiếp tục nhàn nhạt nói. Sư tôn, ngươi còn trẻ, huyết khí dồi dào, thời gian mấy chục năm đã tu thành cự bá, trở thành đệ nhất cường giả đông hoang. Bởi vì cái sơ hở này khiến cho ngươi không thể càng tiến thêm một bước. Nếu như không phá vỡ chân thân của ngươi, hiện tại sợ rằng ngươi đã là một tôn bán thần rồi. Sư bất dịch há miệng phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí bình tĩnh. Phong thường có thể phá vỡ chân thân minh vương của ta, hóa ra là do ngươi đã nói cho hắn biết khuyết điểm của yêu thần Minh Vương Quyết. Kẻ nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Là ta cho hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Quan Luân sau đầu long nhạc chuyển động, chung nhạc từ từ đi ra, miễn cười nói. Bái kiến sư yêu chủ. Sắc mặt sư bất dịch khẽ biến, cười lạnh nói. Trung Sơn Thị. Long nhạc, không ngờ ngươi lại cấu kết nhân tộc. Hạng người khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như ngươi cũng xứng làm yêu tộc sao? Trung Nhạc miễn cười nói, vì sao sư tôn lại nói như vậy? Sư tôn, Trung Sơn Thị, ngươi gọi ta sư tôn. Sắc mặt sư bất dịch kịch biến, đột nhiên nơi cổ từng cái từng cái đầu chui ra, từng con từng con mắt nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc và Long Nhạc. Chính cái đầu đồng thanh nói, ngươi gọi ta sư tôn, lẽ nào ngươi và Long Nhạc? Long Nhạc là ta, nhưng ta không phải là Long Nhạc. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát bốn phía, miễn cười nói thiên địa huyền hoàng tứ tẩu không đi theo sư tôn A. Ngươi đã chọn một địa phương thật tốt. Ở chỗ này giết ngươi, trời biết đất biết. Sư bất dịch cười ha hả, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Trung Sơn Thị, chỉ bằng ngươi cũng đòi giết ta. Ngươi cho là ngươi bây giờ có được tu vi như phong thường năm xưa sao? Phong thường còn bị ta tươi sống mệt chết, huống chi là ngươi. Cho nên ta cũng tới. Trên thiên không chợt truyền tới một đạo thanh âm. Sư bất dịch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây trắng từ từ đáp xuống, hóa thành một gã cường giả trẻ tuổi, thân người cánh chim chân chim, hạ xuống trên đỉnh núi. Cô Hồng Tử Sắc mặt sư bất dịch khẽ biến, đột nhiên cười nói. Cô Hồng Tử, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Tốt! 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 Cô Hồng Tử lạnh nhạt nói. Sư bất dịch, lần trước ta bại trong tay ngươi, may mắn thoát được một mạng, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. 18 con mắt của sư bất dịch hết nhìn về phía trung nhạc, lại nhìn về phía Long Nhạc và cô Hồng Tử, bật cười ha hả, nói. Đám tiểu bối ngày nay quả nhiên là ngé con mới sinh không sợ cọp. Cho dù các ngươi có liên thủ cũng không gì hơn cái này. Thanh Sơn, ra đi. Thanh âm của hắn vang vọng tới cực điểm, truyền ra ngoài ngàn dặm. Nhưng không Sơn vắng vẻ, Lưu Thanh Sơn Thủy chung cũng không có xuất hiện. Thanh Sơn. Sư bất dịch hét lớn. Lưu Thanh Sơn. Nhưng cuối cùng, Lưu Thanh Sơn vẫn là không xuất hiện. Chính cái đầu của sư bất dịch nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cười hắc hắc, nói. Hảo tiểu tử. Không ngờ ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Ta còn tưởng rằng trong các đệ tử của ta, kẻ trung hậu nhất, trung tâm nhất chính là ngươi, còn dự định truyền y bác lại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là một tên phản cốt. Chung nhạc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra thần sắc thương cảm, lắc đầu nói. Sư tôn, ngươi đối đãi đệ tử không thành tâm, lại muốn đệ tử trung thành và tận tâm với ngươi sao? Trong các đệ tử của ngươi, Lãng Thanh Vân là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, bị ngươi dạy tới mức vừa lên tới công tinh liền đầu phục vào công tộc. Hai nữ đệ tử của ngươi thì tự giết lẫn nhau, tính toán đồng môn. Đối với ta, ngươi tính toán thần nhãn của ta. Cả đời ngươi một mực tính kế tính tới tính lui, rốt cuộc cũng đem chính mình tính toán vào luôn. Lưu Thanh Sơn sẽ không tới đâu. Chỉ cần ngươi chết rồi, hắn sẽ có thể trở thành yêu chủ đời tiếp theo, vì sao lại tới chứ? Cô Hồng Tử lạnh lùng nói cho dù hắn có xuất hiện cũng chỉ là giúp chúng ta giết ngươi sư bất dịch những năm gần đây vì sao yêu tộc không thể đại hưng chính là bởi vì ngươi đố kỵ anh tài xuất hiện một thiên tài ngươi liền giết một tên mặc kệ kẻ đó có uy hiếp tới địa vị của ngươi hay không ngươi hiện tại đã là chúng bạn xa lánh ngươi có biết ngươi đã làm sai rồi không sắc mặt sư bất dịch tái nhật đột nhiên bật cười ha hả thanh âm càng lúc càng lớn chấn động quần sơn chấn cho núi non không ngừng chấn động ta làm sai sao Đánh rắm. Cửu đầu sư tử rống lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Ta chưa bao giờ làm sai. Ta hùng tài vĩ lược, chính là minh chủ của yêu tộc. Nếu không phải yêu thần Minh Vương quyết không trọn vẹn, không được đầy đủ, ta sớm đã là yêu thần. Ta sao có thể làm sai? Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho rằng như vậy sẽ có thể khiến cho ta mất đi ý chí chiến đấu, khiến cho ta mặc cho các ngươi xâm lược sao? Các ngươi ở trước mặt ta vẫn là quá non nớt rồi. Ầm ầm hắn đại phóng khí thế toàn thân, hóa thành một tôn thần nhân chính đầu mặt sư tử, dưới chân dẫm mạnh một cái, đạp sập ngọn núi hoang này, cười ha hả. Hai tên tiểu quỷ các ngươi quá xem thường ta rồi. Ta có thể tề danh với lão kiếm thần phong thường của kiếm môn, cũng không phải chỉ có hư danh. Mi tâm trên chính cái đầu của hắn đột nhiên nứt ra, hiện ra chính quả thụ nhãn, linh khí thiên địa điên cùng vọt tới, hội tụ trong chính quả minh vương thần nhãn của hắn. Thiên địa bát cực. Cửu đầu sư tử riết gào, vương tay che trời, cánh tay đập xuống bốn phương tám hướng. Thời điểm tám cánh tay hạ xuống, đã thấy bác cực binh xuất hiện. Tám cánh tay của sư bất dịch nắm lấy đao, kiếm, song thuẫn, song câu, roi, chu y, khởi động bác cực sát trận, không ngừng biến hóa, giết về phía Trung Nhạc, Long Nhạc và cô Hồng Tử. ầm, Chung Trung Nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ mạnh mẽ đón đỡ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Hổ khẩu Trung Nhạc vỡ nát, thân thể bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Vết chân hắn đạp trên mặt đất, lưu lại từng cái từng cái hố sâu. Pháp lực hùng hồn như vậy. Trong lòng chung nhạc cả kinh. Pháp lực của sư bất dịch quả thật thâm hậu hùng hồn tới cực điểm, lại cường đại vô biên. Trong những cường giả cự bá các tộc mà hắn từng tao ngộ qua, có được pháp lực hùng hồn đáng sợ như vậy, sư bất dịch tuyệt đối là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ duy nhất. Cho dù là cự bá côn bằng thần tộc, cự bá long tộc, luận pháp lực cũng không thâm hậu bằng hắn. Bản thân yêu thần Minh Vương Quyết chính là nổi danh bởi pháp lực hùng hồn, sư bất dịch lại càng là dị chủng yêu tộc, chính cái đầu đồng thời tu luyện, pháp lực vô cùng thâm hậu. Trung nhạc bị đánh lui, cô hồng tử cũng bị đánh bay, long nhạc thì thổ huyết lui về phía sau. Cả ba người trong một chiêu duy nhất đã bị sư bất dịch hết thảy đẩy lùi. Trong ba người, nguyên thần của cô hồng tử đã dung hợp yêu thần chi linh, pháp lực thâm hậu nhất. Nhưng cho dù là hắn, trên phương diện pháp lực cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Tế thần binh Cô hồng tử quát lớn một tiếng, tế khởi xà thần mâu, đầu mâu tung bay như mưa, công kích như cuồng phong bạo vũ về phía sư bất dịch. Long nhạc quát lớn một tiếng, tế khởi lão nhận, tay cầm độc nha nhận, hai kiện thần binh tung bay, lão nhận bay lượn giữa không trung, không ngừng chém về phía sư bất dịch. Quan luân sau đầu trung nhạc ông ông chuyển động, sáu bí cảnh nguyên thần hết thảy mở ra. Hắn hít mạnh một hơi thật dài, thi triển thiên địa tá pháp. Thiên địa linh lực nhất thời điên cuồng vọt tới, lớn mạnh nhục thân nguyên thần, lao về phía sư bất dịch. Cửu chuyển nguyên đan, tế. Nguyên đan của hắn bay ra, lực tràn thần ma thái cực nhất thời tuôn trào ra, thổi quét mấy ngàn dặm bốn phương tám hướng, giam cầm sư bất dịch vào bên trong, toàn lực áp chế tu vi của sư bất dịch. Sau lưng chung nhạc hiện ra tế đàn, vạn thần triều bái, khí huyết hắn nhất thời tăng vọt, pháp lực bạo tăng, bỗng nhiên cúi đầu một cái về phía sư bất dịch. Cùng lúc đó, cô hồng tử, long nhạc đồng thời xoay quanh tôn thần nhân chính đầu sư bất dịch này không ngừng chém giết. Thân thể hai người không ngừng chảy máu, cho dù là có lực tràn thần ma cửu chuyển nguyên đan trấn áp, Vậy mà cũng không đè ép được con cửu đầu cùng sư này. Thần ma triều bái banh tới, thiên địa rung động. Bước chân sư bất dịch lão đảo, chính cái đầu đột nhiên mở ra miệng lớn, ra sức trống giận. Lực trạng thái cực nhất thời hỗn loạn, âm dương giao thoa, lực lượng thần ma hỗn loạn. Đại nhật cơ hồ bị ép tới mức dập tắt, minh nguyệt cũng phủ đầy vết rách. Trung nhạc bị chấn cho khóe miệng tương máu, quát lớn. Còn không tế nguyên đan. Cô Hồng Tử và Long Nhạc mỗi người quát lớn một tiếng hai khỏa cửu chuyển nguyên đan tế khởi. Ba đại lực tràng nguyên đang nhất thời trọng điệp lại, cùng nhau trấn áp xuống. Đám người chung nhạc từ cung tinh quay trở về tổ tinh, đã hao tốn thời gian hơn nửa năm. Trong thời gian này, chung nhạc cũng đã truyền thụ pháp môn tu luyện cực cảnh cho cô Hồng Tử, để cho cô Hồng Tử có thể luyện thành hai cực cảnh cửu chuyển nguyên đan và thiên địa tá pháp. Cực cảnh cửu chuyển nguyên đan của hắn gọi là lực tràng phong hồng. Trung tâm lực tràng hiện ra nguyên thần yêu thần đại hồng hồng là một loại chim lớn chuyên kiếm ăn ở bờ sông. Tôn thần nhân cánh chim này chống đỡ toàn thể lực tràng, một dòng trường hà chảy xuôi bên trong lực tràng, đại thủy không chỗ nào không lọc vào, dùng phong ấn làm chủ, phong ấn pháp lực và thần thông của đối thủ. Mà cực cảnh cử chuyển nguyên đan của Long Nhạc là lực tràng lục nguyệt chiếu không? Sáu vần minh nguyệt treo trên bầu trời, xoay tròn quanh thần nhân tinh thiềm, chủ trưởng không gian vạn vẹo, dùng luyện hóa làm chủ. Cộng thêm lực tràng thần ma thái cực của Trung Nhạc, ba đại lực tràn trọng điệp, vây khốn cửu đầu cùng sư, hợp lực trấn áp. Quy lực của ba đại lực tràng tích lũy là đáng sợ tới mức nào. Nhưng dưới sự trấn áp của ba đại lực tràng, sư bất dịch lại vẫn có thể hành động như thường. Nơi cổ tôn thần nhân thân người đầu sư tử sổ ra một tầng lông xám thật dài, từng sợi từng sợi lông sắc nhọn như chông, quy phong lẫm lẫm, mạnh mẽ kháng trụ sự nghiền ép của ba đại lực tràng. Trong khoảnh khắc, cự lực bạo phát khiến cho ba đại lực tràng lộ ra có chút bất ổn ba đại lực tràng chỉ có thể khiến cho hắn hành động hơi chút bất tiện, bắt cực sát trận vận chuyển không còn khủng bố giống như lúc trước vậy. Trung nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ. Long nhạc tay cầm hai cây độc nha nhận, lại tế khởi lão nhận, cộng thêm cô hồng tử thôi động xà thần mâu cùng nhau giết tới. Năm kiện thần binh trên dưới tung bay xoay quanh sư bất dịch. Ba người giống như phi ngựa vậy, không ngừng xoay tròn va chạm với sư bất dịch. Ba đại lực tràng cuối cùng cũng thể hiện hiệu quả, khắc chế thần thông của hắn, hạn chế pháp lực của hắn, vô hình trung triệt tiêu đi ba bốn thành thực lực của hắn vốn dĩ phòng ngự của sư bất dịch có thể nói là một giọt nước không lọc công kích bá đạo vô biên công kích của trung nhạc cô hồng tử và long nhạc căn bản không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn mà hiện tại ba người liên thủ tiến công phòng ngự của sư bất dịch nhất thời bị phá dưới nách trung nhạc mọc ra từng đầu từng đầu cánh tay hiện ra tám cánh tay đồng thời long nhạc cũng thi triển ra chân thân minh vương tám cánh tay bay lượn dùng yêu thần minh vương quyết phá giải yêu thần minh vương quyết. Trung nhạc chính diện mạnh mẽ đón đỡ sư bất dịch, ngăn cản tám thành công kích của sư bất dịch, cuốn lấy hắn. Cô Hồng Tử và Long Nhạc tranh thủ cơ hội thi triển công kích cường đại nhất của chính mình. Suy suy suy. Phòng ngự của sư bất dịch bị phá, nhất thời trúng chiêu, bị độc nha nhận, xà thần mâu và lão nhận đâm trúng. Trên người xuất hiện từng đạo từng đạo vết thương. Nhất là kịch độc ẩn chứa trong độc nha nhận, quấy nhiễu nguyên thần, ăn mòn nhục thân độc nha nhận vừa nhập thể, độc tố liền thấm vào, khiến cho sư bất dịch ngây ngô đần độn, bước chân lão đảo. Độc nha nhận này chính là do hai cây răng độc của xà thần xà văn cử luyện chế thành. Xà văn cử là tồn tại bậc nào? Thời điểm ở trên cung tinh, hắn cũng là tồn tại có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của đám côn thần, mẫu thần. Kịch độc của hắn vô cùng đáng sợ, sư bất dịch lập tức cảm giác được nguyên thần chính mình cơ hồ đều muốn tê dại. Đột nhiên, chính cái đầu con cùng sư này nhất tề mở miệng trống lớn, tiếng thét to kinh thiên động địa, chấn cho khí huyết ba người chung nhạc sôi trào, thế công không khỏi chậm lại một cái nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này, cửu đầu cùng sư cùng giả bưu hãng bỗng nhiên hóa thành nguyên hình, biến thành một con cửu đầu sư tử, thể phách lớn như sơn nhạc. Chí khỏa minh vương thần nhãn tại mi tâm nhất tề mở ra, kích xạ về phía chung nhạc, long nhạc và cô hồng tử. Chính đạo thần quan nháy mắt đã tới. Trung nhạc hoành thân che ở phía trước cô hồng tử và long nhạc, tám bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Từng đạo từng đạo thần ma thái cực đồ chậm rãi xuất hiện. Hắn liên tục thi triển thức thần thông thần ma dịch này 8 lần, tám đạo thần thông trọng điệp lại với nhau, mạnh mẽ đón đỡ một kích này của sư bất dịch. Ầm ầm. Từng đạo từng đạo thần ma thái cực đồ bị xuyên thấu. Chung nhạc trên lên một tiếng, tám bàn tay bị tám đạo thần quang xuyên thấu, mỗi một lòng bàn tay đều xuất hiện một cái lỗ máu. Mà tại lồng ngực hắn, đạo thần quang thứ chín đã xuyên thấu trái tim hắn, trong động khẩu còn bốc ra khói trắng nghi ngút. Sau lưng hắn Cô Hồng Tử và Long Nhạc đồng thời xuất thủ ngăn cản đám thần quang bắn thủng nhục thân chung nhạc. Hai người nhất tề rên lên một tiếng đau đớn, thần thông phòng ngự bị phá. Cánh tay phải Long Nhạc đứt đoạn tận bả vai, phần vai bị Minh Vương thần quang bắn nổ tung. Toàn cánh tay kể cả một cây độc nha nhận cùng nhau rớt xuống đất. Mà lồng ngực hắn cũng xuất hiện một lỗ máu, trên mặt cũng bị một đạo Minh Vương thần quang xuyên qua, cơ hồ xuyên thủng đại não của hắn. Thực lực cô Hồng Tử so với Long Nhạc thì mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng không thể triệt để ngăn cản mấy đạo thần quan bắn về phía chính mình. Hai đạo thần quan trong đó đã xuyên thấu hai chân hắn, phần xương hai cái bắp đùi bị mạnh mẽ đánh gãy. Từ bên trong hai chân cô hồng tử bay ra vô số văn lộ đồ đằng liên tiếp lại đám xương gãy. Hắn cũng không có tu luyện bất tử chi thân, chỉ là mượn dùng văn lộ đồ đằng nối tiếp lại đám xương gãy. Chỗ xương gãy thật ra vẫn còn, vẫn chưa có khép lại. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn có thể duy trì được chiến lực đỉnh phong. Trống. Sư bất dịch lại há miệng thét to một tiếng chấn động, ba tầng lực tràn nguyên đang nhất thời bị tiếng thét của hắn chấn cho bất ổn, không trung xuất hiện vết nứt chằng chịt. Chỉ thấy con cửu đầu cùng sư này mở miệng trống lớn, âm ba vậy mà hóa thành văn lộ đồ đằng mắt thường có thể thấy được đánh ra bốn phương tám hướng. Vết thương trên người ba người chung nhạc, Long Nhạc, cô hồng tử bị âm ba trùng trùng điệp điệp kia va chạm, không ngừng nứt ra, thương thế không ngừng tăng thêm. Long Nhạc đột nhiên bốn chân chống đất, hóa thành một con lục mục tinh thiềm to lớn như núi quỳ rạp trên mặt đất trống lớn. Mãn cổ. Thanh âm của hắn cực kỳ trầm trọng, sóng âm trùng trùng điệp điệp xông thẳng về phía sư bất dịch. Cô hồng tử cũng hét lớn một tiếng xung thiên, tiếng thét bén nhọn cao vút, như ưng như khiếu, có thể xé tan kim thạch, nên đón sư tử hống của sư bất dịch. Trung nhạc thì tám cánh tay khẽ ôm một cái, trước ngực xuất hiện một cái chung lớn bán trong suốt. Thiếu hạo chung đột nhiên chấn động kịch liệt một trận, tiếng trung vang vọng, lao thẳng về phía cửu đầu cùng sư thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên. Long nhạc trên lên một tiếng, lực tràn nguyên đang nhất thời tan rã, cử chuyển nguyên đang xoay tròn bay trở về, rơi vào trong bi tâm của hắn. Trên khỏa nguyên Đang kia chằng chịt vết nứt, cơ hồ bể nát. Nguyên đan của hắn vừa mới bay trở về, mãn cổ đại hống nhất thời không thể đối kháng lại sư tử hống của sư bất dịch. Con lục mục tinh thiềm do long nhạc biến thành bị tiếng gầm mạnh mẽ đánh bay, lăn lông lốc về phía sau, bị đánh bay mấy trăm dặm, dục thân rách nát tả tơi bốn chân long nhạc mạnh mẽ chống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thụ nhãn trên trán chợt kích xạ ra một đạo thần quang. Tám cánh tay con cửu đầu cùng sư đang không ngừng cùng hống kia ào ào tung bay, kết xuất ra bát cực sát trận, hóa thành một mảnh quang mạc, ngăn cản một kích này của long nhạc. Nhưng ngay lúc này, thần nhãn thứ ba của chung nhạc mở ra, cũng lại kích xạ ra một đạo thần quang, soạt một tiếng xuyên thấu quang mạc, bắn thẳng tới hầu kết của sư bất dịch. Chỗ hầu kết của sư bất dịch xuất hiện vô số văn lộ đồ đằng tung bay, hóa thành từng tấm từng tấm tiểu thuẫn chống đỡ đạo thần quang này. Liên tục vỡ nát không biết bao nhiêu tấm thuẫn, lúc này mới ngăn cản được đạo thần quang do thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc bắn ra. Mặc dù là đã ngăn cản, nhưng sắc mặt sư bất dịch lại đại biến. Lực lượng của đạo thần quang kia đánh thẳng lên trên xương cổ của hắn, vừa vặn điểm lên vị trí sơ hở của hắn. Khí huyết của hắn nhất thời hỗn loạn, trên lên một tiếng đau đớn, chính cái đầu vẫn như cũ còn đang rống lớn. Trong thanh âm gào rống, máu tươi cũng theo tiếng gầm không ngừng tuôn ra một kích này của trung nhạc suýt chút nữa đã phá hỏng chân thân minh vương của hắn cửu đầu cùng sư vẫn như cũ sừng sững không ngã sau một lát lại thêm một tiếng vang thật lớn truyền tới lực tràng nguyên đan của cô hồng tử đã bị phá hóa thành một khỏa nguyên đan phủ đầy vết rách bay trở về cô hồng tử không ngừng thổ huyết vẫn hét dài một tràng không dứt đối kháng sư tử hống của sư bất dịch ầm ầm một tràng chấn động kịch liệt truyền tới lực tràng thần ma thái cực của trung nhạc cũng đã bị phá bị tiếng gầm cuồng bạo đánh trở về nguyên hình. Ngoài mặt nguyên đang cũng phủ đầy vết nứt, suýt chút nữa bể nát. Ba đại lực tràng nguyên đang vậy mà hết thảy đều bị sư tử hống của sư bất dịch phá vỡ. Ba đại lực tràng vừa bị phá, tiếng thét to cũng đột nhiên đình chỉ. Mạnh mẽ như vậy. Trung nhạc, cô hồng tử và long nhạc nhất tề thổ huyết, thân thể lắc lắc lư lư, bản thân đều bị trọng thương, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sư bất dịch dưới tình huống đã trúng độc, lại vẫn có thể phá vỡ hết thể lực tràn nguyên đang do ba người bọn họ liên thủ bố trí, còn đánh bọn họ trọng thương. Thực lực bậc này quả thật vô cùng đáng sợ. Không hổ là tồn tại mặc dù đạt được yêu thần minh vương quyết không trọn vẹn, vẫn có thể trong thời gian mấy chục năm trở thành đông hoang đệ nhất yêu. Chung nhạc đứng thẳng thân thể, trong lòng bội phục không thôi. Nếu cái mà hắn đạt được không phải là công pháp không trọn vẹn, mà là công pháp hoàn chỉnh, sợ rằng hiện tại sớm đã là một tôn yêu thần thú thần rồi chính cái đầu của sư bất dịch cũng đều rất khó coi, trong miệng tuôn ra khí tức tanh hôi, máu tươi trong miệng chảy ra cũng đã biến thành máu dơ. Đây là kịch độc của độc nha nhận đang xâm thực thân thể và nguyên thần của hắn. Mà Minh Vương thần nhãn tại mi tâm chính cái đầu hắn cũng đang chảy máu. Thần quan do thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc bắn ra đã đánh trúng vị trí sơ hở của hắn, suýt chút nữa đã phá vỡ chân thân Minh Vương của hắn, khiến cho chính khỏa Minh Vương thần nhãn đều bị trọng thương, cơ hồ muốn nổ tung. Ánh mắt Chung Nhạc đột nhiên rơi xuống trên tám kiện hồn binh trong tay hắn. Chỉ thấy tám kiện hồn binh này mặc dù va chạm với kim kiếm bằng vũ, độc nha nhận, những thần binh đẳng cấp này, nhưng cũng không xuất hiện bao nhiêu lỗ thủng, càng không hề bị chém đứt. Khóe mắt Chung Nhạc kịch liệt nhảy lên, thấp giọng nói: "Tám kiện hung binh." Hắn đã luyện thành cực cảnh thông thần cảnh. Tám kiện hồn binh trong tay sư bất dịch kia mặc dù không phải là thần binh hoặc là ma thần binh, nhưng lại là tám kiện hung binh, hồn binh ngang vai ngang vế với thập đại hung binh của kiếm môn loại hồn binh này chỉ có bước vào cực cảnh thông thần cảnh mới có thể luyện thành sư bất dịch đạt được yêu thần minh vương quyết chỉ tốn thời gian mấy chục năm đã tu luyện tới thông thần cảnh trở thành đông hoang đệ nhất yêu về sau bởi vì yêu thần minh vương quyết có khiếm khuyết khiến cho hắn không thể đột phá cảnh giới thông thần cảnh trải qua thời gian lâu như vậy khiến cho hắn không ngừng dừng lại tại thông thần cảnh tỉ mỉ cân nhắc nghiên cứu cảnh giới này rốt cuộc khiến cho hắn lĩnh ngộ được cực cảnh thông thần cảnh luyện thành bác cực hung binh Sư bất dịch tay cầm bát cực hung binh, so với tay cầm thần binh tuyệt đối còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì tám kiện hung binh này kết hợp cùng một chỗ, uy lực không thua kém gì thần binh. Càng huống chi đó là hồn binh do bản thân hắn luyện thành, có thể phát huy ra 12 phần uy lực. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Lần trước thời điểm quyết đấu với lão đầu tử, hắn vẫn chưa luyện thành bát cực hung binh. Chẳng lẽ sau khi hắn bị phá chân thân minh vương, lúc này mới có đột phá? Đột nhiên, dục thân cửu đầu sư tử chợt kịch liệt bành trướng, trong khoảnh khắc nhục thân đã trở nên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Sau đó, nhục thân lại không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại tới kích thước 6-7 tấc. Nhục thân hắn liên tục mấy lần lúc lớn lúc nhỏ, trên làn da có chi chi chích chích huyết châu chảy ra. Sắc mặt cô hồng tử kịch biến, đột nhiên lao thẳng về phía sư bất dịch, quát lớn. Hắn đang ý đồ luyện hóa kịch độc xà thần. Trung nhạc cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, cùng với long nhạc dết về phía sư bất dịch. Tu vi của con cửu đầu cùng sư này vô cùng thâm hậu, mượn sự chênh lệch một lớn một nhỏ giữa nhục thân và nguyên thần, đè ép độc tố trong cơ thể nhục thân và nguyên thần lại một chỗ, cuối cùng tống ra bên ngoài cơ thể. Ba người một sư một lần nữa va chạm, so với vừa rồi lại càng kịch liệt hơn. Lần này mặc dù đã không còn sự trấn áp của ba đại lực tràng, nhưng sư bất dịch cũng không còn ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng đã bị trọng thương. Ba người một sư chính là cuộc chiến liều mạng, thời điểm chiến đấu nhất thời trở nên vô cùng hiểm ác đáng sợ. O không o. Vào lúc này, cách chiến trường mấy ngàn dặm lưu thanh sơn đang lẳng lặng đứng trong một cái lương đình ở nơi đó tướng mạo trung hậu lão thành nhìn về phía một tấm gương trước mặt chính mình cảnh tượng hiển lộ ra trong tấm gương chính là tình hình ba người chung nhạc đang ác chiến với sư bất dịch kẻ thắng lớn khóe miệng lưu thanh sơn lộ ra một tia tư tươi cười nhàn nhạt nhưng vẫn như cũ lộ ra vô cùng chất phát kẻ thắng lớn kẻ thắng lớn sau lưng lưu thanh sơn lại vang lên một đạo thanh âm khác phong vô kỵ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng hắn cũng nhìn về phía tấm gương kia, thản nhiên nói: "Đông Hoang, ta đã mơ ước rất lâu rồi, hiện tại cuối cùng cũng sắp sửa tới tay." "Ha ha ha. Trung Sơn thị, ta có thể tính toán phong thường, tự nhiên cũng có thể tính toán ngươi. Ngươi và sư bất dịch lưỡng bại câu thương, mà ta lại sẽ trở thành Đông Hoang chi chủ, yêu chủ mới. Đông Hoang cũng sẽ biến thành lãnh địa của hiếu mang thần tộc ta." Lưu Thanh Sơn đối với chuyện hắn tới đây cũng không hề để ý, giống như sớm đã biết hắn sẽ tới vậy, mỉm cười nói: ta nghe được long nhạc bế quan sư bất dịch nghe được tin tức này lập tức đại hỷ liền biết cơ hội đã tới rồi cơ hội trở thành kẻ thắng lớn cuối cùng đã tới sư bất dịch mơ ước con mắt của long nhạc đã rất lâu rồi đã chờ đợi rất nhiều năm long nhạc tu thành chân linh hắn tất nhiên là nhịn không được sẽ hạ thủ mà long nhạc là hóa thân của trung nhạc trung nhạc cũng đang chờ đợi một cơ hội dẫn xuất đại sư tử hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này bọn họ đều cho rằng chính mình trí kế nắm chắc là kẻ thắng lớn nhưng không ngờ kẻ thắng chân chính bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, là không cần phải động thủ. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Mà kẻ thắng lớn này, chính là ta." Sư bất dịch cũng giống như cái tên của hắn vậy, người sư phó này làm thật không dễ dàng. Hắn thu không ít đệ tử, không ngờ không có một kẻ nào thật lòng trung tâm với hắn. Đây thật sự một chuyện cười lớn. Chỉ là, hắn có thể hoài nghi Lãng Thanh Vân, có thể hoài nghi Long Nhạc, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lưu Thanh Sơn đã liều mạng cứu hắn lần trước hắn bị phong thường đánh trọng thương, chúng bạn xa lánh, duy chỉ có Lưu Thanh Sơn liều mạng giải cứu, lúc này mới có thể trở thành tâm phúc của hắn. Lưu Thanh Sơn tiếp lời, cười nói. Hơn nữa, Lãng Thanh Vân bị hắn phái đi cung tinh, cuối cùng chết ở nơi đó. Hắn đề phòng đối với ta liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Bởi vì Giang Tế Hiếu mang thần tộc sắp xếp vào yêu tộc đã chết rồi, hắn như thế nào cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu tâm phúc của chính mình. Hắn đã xem ta thành tâm phúc, không còn thắp nơi giấu giếm ta, cung cấp cho ta cơ hội tính toán hắn." Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói: "Lãng Thanh Vân chết là kết quả mà ta cố ý thúc đẩy. Hắn đã chết, sư bất dịch sẽ liền yên tâm đối với ngươi." Hắn cười cực kỳ bình thản đạm mạc, Lưu Thanh Sơn cười vô cùng chất phát lão thành. Bất quá nụ cười của hai người vậy mà đặc biệt tương tự, đều là khóe miệng khẽ nhếch lên, vạch ra một đường cong nhàn nhạt. Phong Vô Kỵ nhàn nhạt nói: "Thanh Sơn, sư bất dịch chống đỡ không được bao lâu nữa." ngươi mau đi thông tri thiên địa huyền hoàng tứ tẩu. Thiên địa huyền hoàng tứ tẩu cực kỳ trung thành và tận tâm với sư bất dịch, tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Bọn họ đối với sư bất dịch quá trung thành, nhìn thấy Long Nhạc, cô Hồng Tử và Trung Nhạc vây giết sư bất dịch, như vậy Long Nhạc và cô Hồng Tử liền sẽ không có khả năng trở thành đông hoang chi chủ. Cường giả của tam đảo lục thành tứ quan cũng không có khả năng ủng hộ Long Nhạc. Cho nên, chỉ có ngươi mới sẽ trở thành chúa tể mới của đông hoang. Đám người đảo chủ lưu hoàng đảo cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lưu Thanh Sơn đứng dậy, mang theo tấm gương phiêu nhiên rời đi, miễn cười nói. Ta đi chuyến này, sẽ phải rơi một chút nước mắt, tranh thủ sự tín nhiệm. Như vậy, ngươi đi tiễn chung Sơn Thị và cô Hồng Tử một đoạn đường cuối đi. Ánh mắt phong vô kỵ chớp động, không vội vàng rời đi, mà là tĩnh lặng ngồi xuống. Hắn cũng không tiếp tục quan sát trận chiến giữa đám người chung nhạc và sư bất dịch, mà là lấy ra một quyển hồ sơ, từ từ mở ra. Chỉ thấy trên hồ sơ là một vài bức đồ án đồ đằng, đồ án đồ đằng này chính là công pháp của yêu thần minh vương quyết công pháp yêu thần minh vương quyết cho dù là lưu thanh sơn lãng thanh vân cũng không được truyền thụ nhưng không ngờ hắn lại lấy được một bộ yêu thần minh vương quyết bá đạo công pháp thật sự vô cùng bá đạo khó trách đại sư tử lại cường hoành như vậy phong vô kỵ xem lướt qua một lượt quan sát những đồ án này không khỏi tán thán mỉm cười nói đáng tiếc ngươi vẫn để cho môn công pháp này lưu truyền ra ngoài kẻ đạt được môn huyền công này không chỉ có một mình chung sơn thị còn có ngư huyền cơ còn có hồ thất muội lấy được môn công pháp này từ chỗ của long nhạc chính là rất khó nhưng lấy được môn công pháp này từ chỗ của hồ thất muội và ngư huyền cơ lại không phiền phức như vậy hắn nghiền ngẫm một phen thôi diễn sự vận chuyển và khuyết điểm của môn công pháp này bấm ngón tay tính toán mỉm cười nói sắp sửa rồi sắp sửa rồi sư bất dịch đã sắp sửa bại vong rồi chiến đấu càng lâu Khuyết điểm của hắn tạo thành phá hư cho thân thể hắn cũng càng lớn. Tới cuối cùng, không phải Trung Sơn Thị và cô Hồng Tử giết hắn, mà hắn chính là chết trong tay chính mình. O không o. Lúc này, tại chiến trường ba người Trung Nhạc, Vây, Giết Sư bất dịch chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Sư bất dịch trống một tiếng sơn hà chấn động, trống hai tiếng quần sơn tan nát. Chiến đấu một trận trời long đất lở với chung Nhạc, cô Hồng Tử và Long Nhạc. Động tác bốn đạo thân ảnh mau lẹ, thôi động thần binh hung binh trong tay vô cùng nhường nhuyễn trận chiến này, cho dù là Trung Nhạc cũng phải liên tục thổ huyết, nhiều lần bị trọng thương. Cô Hồng Tử cũng bị thương rất nặng, hai cái đùi cơ hồ gãy nát. Long Nhạc lại càng là cơ hồ bị đánh tàn phế. Không chỉ bị chặt đứt một cánh tay, thậm chí ngay cả toàn thân cao thấp đều không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh. Ba người một sư càng đánh càng hung. Trong cặp mắt Trung Nhạc bắn ra hai đạo thần quang hóa thành hai đạo âm dương nhị khí bay lượn xoay quanh sư bất dịch giống như hai con cự long tùy thời hành động chỉ cần có sơ hở liền chui vào cho hắn một kích trí mạng. Mà thần nhãn tại mi tâm hắn mở ra, thần quang trong mắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Không chỉ như vậy, hắn còn đang không ngừng tính toán phương vị xuất hiện tiếp theo của sơ hở trên người sư bất dịch. Kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc sớm đã tuột tay bay ra, bị hắn tế khởi giữa không trung, tới lui như điện, không ngừng va chạm với bác cực hung binh. Mà tám cánh tay hắn lại thi triển thần ma âm dương tán thủ, tiến hành cận chiến với sư bất dịch dùng bất tử chi thân của chính mình mạnh mẽ đón đỡ công kích của sư bất dịch tránh cho cô hồng tử và long nhạc bị thương quá nặng mà lúc này máu tươi trong thụ nhãn tại mi tâm chính cái đầu sư bất dịch không ngừng chảy ra chính khỏa minh vương thần nhãn cơ hồ gần như phế bỏ đây là do hắn liều mạng đánh một trận liên tục sử dụng khiến cho bản thân minh vương thần nhãn phải gánh vác cực lớn công pháp của hắn vốn không được đầy đủ tùy tiện sử dụng minh vương thần nhãn sẽ nguy hại tới tính mạng của hắn nếu không phải lần này đánh một trận liều mạng, hắn cũng sẽ không sử dụng thần thông bậc này. Cộng thêm chung nhạc lại tính toán ra điểm sơ hở của hắn, công kích khuyết điểm của hắn, khiến cho chính Quả Minh Vương thần nhãn của hắn lần lượt nổ tung. Chiến đấu tới bước này, song phương đều đã đâm lao phải theo lao, thế nhất định phải phân ra thắng bại sinh tử. Ông tám cánh tay chung nhạc thiên biến vạn hóa, mỗi một cánh tay nhẹ nhàng phất động, chính là thái cực đồ hiện ra, mạnh mẽ đón đỡ bác cực hung binh, lại bị chấn cho liên tục thổ huyết. Sư Bất Dịch cũng biết chung nhạc đối với chính mình là có uy hiếp lớn nhất, bởi vậy hơn phân nửa thực lực đều đặt ở trên người hắn. Mà cô Hồng Tử giá ngự xà thần mâu, thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng bởi vì không biết điểm sơ hở của hắn, cho nên sư Bất Dịch đề phòng đối với hắn ngược lại nhỏ hơn một chút. Về phần Long Nhạc, mặc dù cũng đã tu thành chân linh, nhưng thực lực còn chưa bằng được cô Hồng Tử. Chỉ là hai cây độc nha nhận thật sự quá đáng sợ, sư Bất Dịch cũng phải đề phòng hai kiện thần binh của hắn xâm nhập. Đột nhiên chiêu thức của trung nhạc đột nhiên thay đổi biến thành vạn thần triều bái dùng thái cực đồ làm tế đàn vạn thần tế tự cho bản thể của chính mình khiến cho khí huyết của hắn sôi trào tăng vọt trên thiên không nhất thời huyết sắc giống như biển rộng mênh mông gào thét dân trào không người bái một cái về phía sư bất dịch sư bất dịch gầm lên một tiếng toàn lực mạnh mẽ đón đỡ bác cực sát trận va chạm với vạn thần triều bái đại địa dưới chân hai người nhất thời răng rắc răng rắc nứt ra xuất hiện một đạo lạch trời một cái hạp cốc cao chót vót giống như đao đẻo búa gọt, vách núi hai bên sang sát, lại bị lực lượng của hai người mạnh mẽ đánh ra hai đầu sơn mạch. Chung nhạc trên lên một tiếng, tám cánh tay cơ hồ bị bẻ gãy, vặn ngược ra ngoài. Mà trong nháy mắt hắn mạnh mẽ va chạm với sư bất dịch, cô hồng tử giống như một đạo quang mang lao tới, thanh xà mâu trong tay rung lên, đâm vào lồng ngực sư bất dịch. Thanh xà mâu chỉ đâm vào được phân nửa, đã bị xương cốt cơ nhục của sư bất dịch kẹp lấy. A a a a. Cô hồng tử rống lớn một tiếng, hai tay cầm xà mâu, chống lồng ngực sư bất dịch phát lực phóng như điên về phía trước. Sau lưng hắn, linh vũ trùng trùng điệp điệp tung bay, hóa thành cặp cánh yêu thần, điên cuồng chấn động, muốn một mâu đâm thủng lồng ngực sư bất dịch. Chính cái miệng của sư bất dịch không ngừng phun ra máu tươi. Tia máu như kiếm, đánh cho thân thể cô hồng tử xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Cặp cánh sau lưng cô hồng tử giống như hai cái quạt gió vậy, điên cuồng chém liên tục về phía trước, hai người nhất thời biến thành hai tên huyết nhân. Sư bất dịch mở miệng rống lớn, toàn thân cô hồng tử giống như điện giật bắn lên, văng về phía sau, không biết văng tới nơi nào. Sư bất dịch vương tay nhổ đi thanh xà thần mâu cắm ở lồng ngực kia. Nhưng lúc này, một con long tương chạy như bay tới, một đầu đụng lên trên xà thần mâu. Sư bất dịch nhất thời thổ huyết, tám kiện bác cực hung binh đang muốn chém xuống long nhạc. Đột nhiên, hai cây độc nha nhận kể cả lão nhận cùng nhau bay tới. Sư bất dịch vội vàng thôi động bác cực hung binh, đánh bay độc nha nhận và lão nhận con long tương do long nhạt biến thành phát lực phóng như điên phốc một tiếng đụng thẳng lên xà thần mâu đánh cho thanh xà mâu từ sau lưng sư bất dịch xuyên ra sư bất dịch lão đảo một cái cũng trong nháy mắt hắn lão đảo này hai đạo âm dương nhị khí xuyên phá tầng phòng ngự của hắn hóa thành hai con du long một âm một dương nhanh chóng chạy loạn bên ngoài thân thể sư bất dịch chỉ trong khoảnh khắc đã chạy loạn một vòng từng cái từng cái long trảo không ngừng chụp xuống bắt lấy cơ nhục sư bất dịch dùng sức bóp mạnh một cái khuyết điểm của sư bất dịch cũng không phải là cố định. Những chỗ khuyết điểm của hắn là điểm khí huyết của hắn ngưng tụ. Khí huyết vốn dĩ không ngừng chạy loạn, nghĩ muốn phá hủy chân thân yêu thần minh vương của hắn, cần phải tìm được những điểm khí huyết ngưng tụ này, ngăn chặn giữa đường, khiến cho hắn tự phá chân thân. Mà hai con du long do âm dương nhị khí của trung nhạc biến thành, long trảo bóp xuống chính là từng điểm từng điểm khí huyết ngưng tụ trong cơ thể hắn. Sư bất dịch nhất thời ngẩn ngơ, toàn thân cao thấp đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, máu chảy như rót. O không o. Mà lúc này, trong lương đình cách đó mấy ngàn dặm, phong vô kỵ đột nhiên bật cười ha hả, đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Tốc độ hắn nhanh như điện chớp, lao thẳng về phía chiến trường của đám người chung nhạc, sư bất dịch, mỉm cười nói. Đã tới giờ. Sư bất dịch đã sắp sửa tự phá chân thân minh vương, tự mình giết chính mình rồi. Mà chung sơn thị, cô hồng tử hẳn là cũng đã dầu hết đèn tắt, giết chết bọn họ cũng không cần tốn bao nhiêu sức. Kẻ thắng lớn ta mới là kẻ thắng lớn. o không o. trong nháy mắt toàn thân sư bất dịch nổ tung, trung nhạc giống như một con du long phóng tới, trong thời gian ngắn đã phóng tới trước mặt sư bất dịch. cơ hồ cũng ngay lúc đó, long nhạc vương tay trảo một cái, mạnh mẽ móc ra khỏa minh vương thần nhãn trên mi tâm chính mình. trung nhạc dựng thẳng ngón tay, trạch một cái trên mi tâm sư bất dịch móc ra minh vương thần nhãn trên mi tâm của hắn. trong quang luân sau đầu trung nhạc, một gã cự bá công tộc bay ra nhanh như thiểm điện chui vào trong mi tâm sư bất dịch tiến vào thức hải giống như một con bạch tuột vậy vương ra từng sợi từng sợi xúc tu mọc đầy giác hút cuốn lấy nguyên thần của sư bất dịch bám chặt vào trong cơ thể nguyên thần của hắn mà long Nhạc lại bấm tay búng một cái nhét minh vương thần nhãn của chính mình vào trong mi tâm của sư bất dịch khí huyết sư bất dịch hỗn loạn dục thân nguyên thần đang trong lúc sụp đổ tan rã lúc này đột nhiên nhận được khỏa minh vương thần nhãn này khí huyết tán loạn toàn thân nhất thời trở nên rành mạch phân minh hình thành một đại chu thiên không ngừng phóng chạy. Sư bất dịch tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập sát cơ mãnh liệt, cười lạnh nói: Ngươi muốn khống chế ta? Trung Sơn Thị, sĩ khả sát bất khả nhục. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, gã cự bá công tộc kia lập tức xé rách nguyên thần của sư bất dịch, khiến cho hắn đau tới mức không ngừng gào thét, lăn lộn trên mặt đất. Trung Nhạc phun ra một nguồn máu, thản nhiên nói: Sư bất dịch, ta còn đang thiếu một đầu tọa kỵ. Sau này, Ngươi chính là sư tử tọa của ta.